Chương 4940, trời mưa đánh hải tử. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, lấy độ cao của hắn hiện tại, hắn cần đặt tiểu tu sĩ trong lòng hay sao? Khó chịu, trực tiếp một ngón tay ấn chết là được. Sau khi kiểm tra vòng thứ nhất, mỗi người đều bị chia ra, tiền binh xếp hạng cao nhất, mà Lăng Hàn thì kẹt ngoài 20 người, không cẩn thận sẽ bị đào thải, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước thì hắn qua ải. Kiểm tra vòng thứ hai, ngộ tính, lão sư học viện sẽ dạy một chiêu kiếm pháp ở hiện trường ai có thể diễn lại thuần thục sẽ qua cửa, thời gian càng ngắn càng tốt. Lấy thực lực cùng ngộ tính của Lăng Hàn, loại kiếm pháp này, hắn chỉ nhìn một lần là có thể thi triển, nhưng hắn cũng không muốn rêu dao trong đầu chỉ thôi diễn võ đạo của mình. Chỉ chốc lát, tiền binh đã đi lên trước diễn luyện, mặc dù có chút sai lầm nhỏ nhưng vẫn tính là vượt qua kiểm tra. Hắn vô cùng đắc ý, liên tục đứng thứ nhất hai vòng hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại khu. Lần nữa nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng của hắn còn mang theo nụ cười lạnh, không quản Lăng Hàn có bị học viện chọn chúng hay không, hắn sẽ làm cho đối phương ăn nhiều đau khổ. Người thứ hai thứ ba đi lên diễn luyện kiếm pháp, chờ tới khi có 20 người qua ải, Lăng Hàn cũng đi lên phía trước, dùng chân thi triển kiếm pháp rất tùy ý. Hắn cũng thuận lợi qua ải, hắn là tùy tiện, nhưng lão sư học viện lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Lăng Hàn sử dụng kiếm chiêu mới là chân chính, thậm chí còn thuần thục hơn cả hắn, hơn nữa, bên trong kiếm chiêu còn có nhược điểm nho nhỏ chính là thói quen của hắn tạo thành cho dù thế nào cũng không đổi được những người khác chỉ bắt trước khuyết điểm này chỉ có lăng hàn ngoại lệ hắn sửa khuyết điểm này a à, đây là ngẫu nhiên hay thiên phú võ đạo của kẻ này kinh người chủ động đi bù đắp hắn cũng lưu tâm tới lăng hàn hắn nhìn rất chăm chú tiền binh cũng phát hiện trong lòng của hắn tức giận hắn là người thông qua đầu tiên cũng không có thấy lão sư chú ý tới hắn tại sao lại đặt lực chú ý lên kẻ không chút thu hút chứ? Tiền binh không dám hận lão sư học viện, món nợ này cũng tính lên đầu của Lăng Hàn. Hai vòng qua đi, không ít người đều than thở, không vào 30 người đứng đầu, cố gắng cũng vô dụng, căn bản là không có cách nào tăng bài danh lên. Vòng thứ ba, cũng là một vòng cuối cùng, chính là thực chiến. Các người có thể tự chọn lựa đối thủ, sau đó giao chiến, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện mà chấm điểm. Lão sư học viện nói, mọi người vội vàng tổ đội của mình, tìm người có lực lượng ngang nhau, nếu không sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Ngươi, tiền binh chỉ vào Lăng Hàn, làm đối thủ của ta, đây thật là một cơ hội tốt. Lăng Hàn mỉm cười, tốt, lần này ngày mưa đánh hài tử, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Tìm xong đối thủ thì có thể lên đây, bắt đầu trước. Lão sư học viện nói, ta tới trước, tiền binh lớn tiếng nói, hắn đi ra ngoài. Lăng Hàn mười phần tùy ý, cũng đi ra, xong đời. Gia hỏa này vốn chỉ xếp khoảng 20, hắn vốn có hy vọng tiến vào học viện, nhưng hắn khẳng định đánh không lại tiền binh, nếu như bị đánh thảm bại, hắn có thể đạt được bao nhiêu điểm. Đúng là tai bay vạ gió, suyệt, nhỏ giọng một chút, không ai xem trọng lăng hàn, bởi vì tiền binh lúc trước thông qua hai vòng khảo nghiệm đã chứng minh thực lực của mình. Tiểu tử, người bây giờ hối hận sao? Tiền binh cười lạnh, lăng hàn lắc đầu, có thể động thủ thì so tài đi, ngươi, ngươi có dũng khí như thế, tiền binh xứng sờ, sau đó uy nghiêm đáng sợ cười ha hả. Ha. Tiểu tử, mặc dù ngươi ngu xuẩn đến đáng thương, nhưng ta vẫn bội phục dũng khí của ngươi." Hắn nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, tay phải giơ lên cao cao, hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn biết rõ cái gì gọi là thống khổ cùng hối hận. Hắn vung tay phải tát Lăng Hàn, Lăng Hàn xuất trưởng, nhẹ nhàng, nhìn như không có chút lực lượng nào. Ba, nhưng một trưởng của hắn phát sau tới trước, tát thẳng vào mặt của tiền binh. Quả nhiên, một trưởng này không mang theo bao nhiêu lực lượng, tát vào mặt tiền binh, nếu như vậy cũng thôi tiền binh công kích đánh vào khoảng không. T, người quan chiến đều kinh ngạc, thậm chí cảm thấy khủng bố. Muốn nói lăng hàn lực lớn vô cùng, một tay đánh bay tiền binh thì mọi người sẽ tiếp nhận, dù sao cũng là cảnh giới chiếm ưu thế, ở trong giới võ đạo, cảnh giới cao thắng cảnh giới thấp rất bình thường. Nhưng vấn đề là, lăng hàn xuất ra một trường lực đạo quá nhỏ, nhỏ mức chỉ làm tiền binh lảo đảo. Càng kinh khủng chính là, tiền binh công kích lại đánh hụt. Đây là trùng hợp sao? Nếu như không phải như vậy, Lăng Hàn khống chế lực lượng tinh diệu tới mức nào. Da đầu của bọn họ run lên, càng làm bọn họ sợ hãi. Tiền binh giận dữ, một tát đánh hắn không đau không ngứa, hoàn toàn không có tạo thành tổn thương, nhưng bị tát trước mắt bao người, hắn có thể nuốt sỉ nhục này hay sao? Người đáng chết, hắn phát điên, liều mạng tấn công Lăng Hàn. Nhưng mà, đừng nói hắn chỉ vừa bứa vào tiên đồ, cho dù hắn cùng là giáo chủ như Lăng Hàn, Lăng Hàn muốn thu thập như thế nào thì thu thập như thế nào, cũng không có chút độ khó nào. 3 ba, ba, Lăng Hàn tùy ý vung trưởng, tiếng tát tai thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người xem ra, Lăng Hàn thật sự quá dễ dàng, rõ ràng chỉ là một trưởng bình thường dễ dàng tránh né nhưng tiền binh lại chủ động đưa mặt cho hắn đánh. Chuyện này quá quỷ dị, mọi người khiếp sợ nhìn hắn, ngay cả lông mau cũng dựng đứng. Tiền binh không cam lòng, hắn thấy, lực lượng, tốc độ của Lăng Hàn đều yếu hơn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương giống như nắm giữ tà thuật, từ đó hắn đánh không chúng. Cho nên, hắn cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ chỉ cần bắt được một cơ hội, hắn phản công thành công, khi đó Lăng Hàn sẽ biến thành thịt cá trên thớt, mặc hắn xâm lược. Đáng tiếc là, cảnh tượng này vĩnh viễn không xuất hiện. Tốt rồi, dừng lại đi. Cuối cùng, lão sư học viện không nhìn nổi nữa, hắn kêu dừng chiến đấu. Mặc dù Lăng Hàn tát không nặng nhưng dù sao vẫn có chút phân lược, mấy chục mấy trăm tát chồng lên nhau, hai má của tiền binh đã sưng to lên. Tiền binh không thể không dừng tay, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn ánh mắt bốc hỏa như muốn ăn người hắn vẫn cảm thấy thực lực của lăng hàn yếu hơn hắn đối phương chỉ nắm giữ tà thuật mà thôi đi xuống lão sư học viện kêu lên bỏ ra thời gian nửa ngày kiểm tra thực chiến đã kết thúc qua ba lần hai mươi người của mỗi khu vực đều xuất hiện ở đại khu của lăng hàn tiền binh không thể người trở thành thứ nhất hắn bại bởi lăng hàn hắn bị sỉ nhục nhưng không phải bởi vì hắn yếu mà là lăng hàn quá mạnh cho nên hắn chỉ đứng trong năm hạng đầu Lăng Hàn cũng giống vậy, dựa vào vòng cuối phát huy mà đứng vào năm hạng đầu, trực tiếp bị chọn vào học viện, không cần lại tham gia so tài kèm theo. Chương 4941, ức hiếp nữ nhi của ta. 50 người đứng đầu bị một tên lão sư mang đến khu ký túc xá học viện, bọn họ đều là hạt giống tương đối tốt, ngày sau sẽ bồi dưỡng trọng điểm. Lăng Hàn đi ra, hắn cất bước trong học viện để tìm nữ nhi. Ở phía sau của hắn, tiền binh lặng lẽ đi theo. Hắn không cam tâm, hắn vốn là kẻ đứng đầu, nhưng bây giờ lại không một tiếng hót kinh người như kế hoạch, cho nên hắn cực hận Lăng Hàn. Hắn lặng lẽ đi theo Lăng Hàn, đương nhiên muốn chờ Lăng Hàn đi đến chỗ hẻo lánh nào đó, hắn sẽ nhân cơ hội xuất thủ, từ đó hành hung Lăng Hàn một trận. Nếu không, hắn làm sao nuốt cơn tức này? Thực lực của đối phương khẳng định không có mạnh bằng hắn, chỉ ỷ vào tà thuật mà thôi, cho nên hắn công kích từ phía sau, nhất định sẽ đánh Lăng Hàn không kịp trở tay. Học viện rất lớn, Lăng Hàn vận dụng thần thức hắn nhanh chóng định vị vị trí của lăng hy khóe miệng của hắn cong lên sau đó hắn đi về hướng đó không lâu sau đó hắn đi tới một khu rừng rậm lăng hy ở chỗ này hả hắn hơi sướng sờ chỉ thấy một bóng người bay qua bầu trời cũng đáp xuống rừng rậm có thể dựa vào nhục thân bay ít nhất cũng là sinh đan cảnh trong lòng lăng hàn hơi động hắn thả thần thức ra và thu hết tất cả vào trong mắt khốn kiếp tại sao ngươi không tiến vào ở phía sau của hắn Tiền binh suýt nữa tức giận bốc khói, nếu như Lăng Hàn tiến vào rừng rậm, hắn sẽ tiềm hành đi qua và khởi sướng đánh lén, từ đó hành hung Lăng Hàn một trận. Nhưng bây giờ, mặc dù chung quanh ít người nhưng vẫn có người có thể nhìn thấy, hắn không muốn bị người ta nhìn thấy. Chỉ có hắn cùng Lăng Hàn, mọi người không có chứng cớ. Không có biện pháp, hắn lại không thể thúc Lăng Hàn, chỉ có thể chờ mong trong lòng, ra hỏa này nhanh tiến vào rừng cây đi. Trong rừng rậm, Lăng Hy đang luyện kiếm, nàng đã bước vào sinh đan cảnh, thời gian chưa tới trăm năm nhưng nàng từ phàm nhân tiến vào tiên đồ bậc ba, tiến cảnh nhanh chóng khó có thể hình dung. Không hổ là con gái của Lăng Hàn, xeo, một bóng người đáp xuống, đó là nam tử mặc trang phục màu xanh, hắn mang một thanh bảo kiếm, tóc đen, áo choàng trắng, gương mặt như đao gọt, toàn thân tỏa ra khí chất bừng bừng. Lăng Hy nhìn thấy liền thu hồi kiếm, chắp tay nói. Thích sư huynh, nam tử mặc trang phục màu xanh này họ thích, tên vô ý, là thiên tri liêu tử trong ngân nguyệt học viện hắn nhìn về phía lăng hy hắn cười nói sư muội đang luyện kiếm sao không phải ngươi đang nói nhảm sao lăng hy chỉ cười nhạt một tiếng hắn không tiếp lời ý tứ này đã rất rõ ràng không có việc gì ngươi có thể đi thích vô ý không có giác ngộ như vậy hắn nhìn chằm chằm vào lăng hy ánh mắt mang theo ái mộ không che giấu được sư muội người có thiên phú võ đạo thật kinh người ta nhớ người mới vừa vào học viện chỉ là nhị đỉnh nhưng bây giờ cũng đã bước vào sinh đan tiến cảnh thật kinh người lăng hy lại lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn thích sư huynh nếu không có chuyện gì ta cần chuyên tâm luyện kiếm thích vô ý đụng phải một cây đinh mềm hắn không vui hắn cũng biết tính cách của lăng hy hắn mỉm cười lần trước nói chuyện với sư muội sư muội suy tính như thế nào trong mắt của lăng hy bắn ra một tia sát ý nàng gần đây đối xử mọi người dịu dàng hiền lành nhưng nếu người nào thật cho rằng nàng không tức giận vậy thì sai lầm lớn đặc biệt lớn bởi vì nàng chính là nữ nhi của lăng hàn thích sư huynh, lần trước ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi. Thái độ của nàng chuyển sang lạnh lẽo, ta là phụ nữ có chồng, xin thích sư huynh cẩn thận lời nói, tự trọng. Sư muội, ta thực sự thích ngươi, thích vô ý vội vàng nói, ta cũng không ngại ngươi đã lập gia đình, thực ta hoàn toàn không ngại. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, hơn nữa thiên phú võ đạo kinh người như thế, hắn đương nhiên không ngại. Ta ngại, lang hy lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi có thể rời đi. Không nói Cút đã đủ khách khí, thích vô ý lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, sau nhiều lần bị cự tuyệt, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lăng Hy, không nên được cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Hắn nói, ta là ai, ảnh Nguyệt Hoàng Triều Chú ở Nguyệt Hoa Tinh, là con trai của Hoành Thiên Đại Tướng Quân Thích Long Đồ. Ta để ý ngươi, đó là phúc duyên 18 đời tổ tông của ngươi tu luyện có được. Cút, Lăng Hy chỉ ra ngoài rừng rập, nàng cũng bị chọc giận. Hư, lúc này ngươi không đi theo ta ta sẽ giết nam nhân của ngươi. Thích vô ý nói, chỉ là một sinh đan cảnh mà thôi, với thực lực của phủ tướng quân, không cần tốn nhiều sức. Ngươi, lang Hy vừa tức vừa giận, không nghĩ tới thích vô ý lại dùng ám chiêu vô sỉ như thế. Như thế nào, thích vô ý cũng không muốn sử dụng một chiêu này, như thế chỉ tạm thời đạt được thân thể và thuận theo của lang Hy, mà hắn lòng tham, muốn càng nhiều. Nhưng người còn không chiếm được, hắn làm sao chiếm được tâm. Lang Hy không nói, Đương nhiên nàng không có khả năng đáp ứng, nhưng làm như thế nào mới có thể giúp Phù Thiên hành thuận lợi chạy ra khỏi Nguyệt Hoa Tinh Đu? Thời gian của ngươi không nhiều, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thích vô ý tiến một bước bước bách, ha ha, đời thứ 18 như ta lại không có phúc phận như thế. Thân thể Lăng Hàn khẽ động, hắn xuất hiện bên ngoài rừng rậm và cười nói. A, à, Tiền binh sững sờ, tại sao Lăng Hàn biến mất? Hắn vội vàng đuổi theo, hắn đi tới bên cạnh rừng rậm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Bên trong rừng rậm, nghe được lời của Lăng Hàn, Lăng Hy lập tức lộ kích động. Là giọng của phụ thân, nàng làm sao không nhận ra chứ? Hiện tại là thời điểm nàng bất lực nhất, nhưng phụ thân lại là xuất hiện đúng lúc, nàng cảm thấy ấm áp và có chỗ dựa. Cho tới nay, nàng tràn ngập lòng tin vào phụ thân, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, vậy thì không có chuyện không thể giải quyết. Đây là sự thật, đó là nữ nhi sùng bái phụ thân. Ngươi là ai, thích vô ý xứng sở, tại sao có người xen vào? Còn 18 đời, người cũng không phải trưởng bối của Lăng Hy, người dám nói như thế. Hắn không nhịn được và nói, thừa dịp ta còn chưa tức giật, người lập tức cút cho ta. Nhưng mà, chuyện kế tiếp làm mặt hắn biến thành màu xanh. Chỉ thấy Lăng Hy nhào ra ngoài, nàng như chim bay vào rừng, cũng tiến vào ngực Lăng Hàn và ôm chặt đối phương. Ngoá, thích vô ý giận tím mặt, hắn thất vọng không cách nào hình dung. Hắn vẫn cho rằng Lăng Hy là liệt nữ trong trắng, cho dù hắn dụ hoặc đủ cách nhưng đối phương không quan tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng lại ôm ấp yêu thương với nam nhân xa lạ. Người này tuyệt đối không phải phù thiên phù, thao, thì ra ngươi là tiến nhân, thế mà còn dám giả thanh cao trước mặt ta, thật sự là không biết xấu hổ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai nữ nhi, sau đó nhìn về phía thích vộ ý. Ngươi tự sát đi, dám uy hiếp nữ nhi của hắn, ngươi đang tìm đường chết. Lúc này, tiền binh lặng lẽ tiến tới đây, hắn xuyên thấu qua lá cây và nhìn thấy cảnh này. Đây chính là thích vụ ý A, à, hắn làm sao không nhận ra thiên tri kiêu tử này chứ? Lăng Hàn lại dám chống đối thích vô ý, chương 4942, gọi ta là anh hùng. Thích vụ ý bật cười, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Hắn lắc đầu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là một cỗ thi thể. Lăng Hàn từ tốn nói, cho dù ngươi khi còn sống là ai, sau khi chết chính là một cỗ thi thể, không người nào quan tâm ngươi là ai làm càn thích vô ý hừ một tiếng nhìn quần áo trên người của lăng hàn thì hắn giật mình ta đã biết rồi hôm nay là thời gian học viện tuyển nhận tân sinh mà ngươi cũng không có mặc trang phục thống nhất nói rõ ngươi vừa tiến vào học viện hắn nghĩ thông suốt khó trách lăng hàn phách lối như vậy hoàn toàn không đặt mình vào trong mắt thì ra là người mới nhưng mà hắn càng tức giận rõ ràng chỉ là một người mới nhưng lại làm cho lăng hy ôm ấp yêu thương so sánh với nhau hắn tính là cái gì còn không bằng người mới. Việc này có thể không làm hắn tức điên hay sao? Ngươi là tiện nhân, cho dù muốn tìm nam nhân, ngươi cũng nên tìm cao cấp một chút. Thật sự là muốn chết, thích vô ý uy nghiêm đáng sợ nói ra, sát ý đan vào nhau. Nói, hắn còn nhìn thoáng qua phương hướng của tiền binh, cho rằng hắn không có phát hiện sao. Ngây thơ, trái tim của tiền binh đập loạn, mặc dù hắn tự cho mình rất cao nhưng hắn cũng hiểu lấy mình, hắn hoàn toàn không có khả năng so sánh với thích vô ý, cho dù bản thân hay ra thế. Hiển nhiên, đối phương đã xem hắn và Lăng Hàn là cùng một bọn. Hắn oan, nếu bởi vậy bị thích vô ý giết người diệt khẩu, hắn có làm quỷ cũng không nhắm mắt. Thế nhưng mà, bị Sinh Đan cảnh liếc mắt nhìn, trong lòng của hắn run rẩy, căn bản không dám động ngón tay, huống chi là quay người chạy trốn. Xong, xong đời, hắn nói thầm trong lòng, hắn chỉ muốn giáo huấn Lăng Hàn một trận, nhưng còn bây giờ thì sao, chính mình đang tự tìm xui xẻo. Lăng Hàn lắc đầu, không chọn đúng không, ta sẽ quyết định giúp ngươi muốn chết thích phụ ý giết về phía lăng hàn hắn xuất ra một trường hắn hoàn toàn không ngại đánh chết lăng hàn với bối cảnh của hắn có thể tùy tiện giải quyết hậu quả oanh chiến lực của sinh đan cảnh bộc phát hoàn toàn lăng hàn rỗi ra một chỉ hắn bắn bành một đạo kinh lực xuyên thủng chán của thích phụ ý xuyên từ chán ra sau lưng và bắn ra một đám máu tươi thích phụ ý mở to mắt ra hắn hoàn toàn không thể tin được bản thân mình lại không địch lại lăng hàn chỉ là một tân sinh, người chỉ là một tân sinh mà thôi. Mang theo dạng không cam lòng này, hắn ngã sắp xuống và sinh cơ toàn diệt. Khốn kiếp, cách đó không xa, tiền binh giật mình, hắn nhìn thấy cái gì, thích vô ý lại bị lăng hàn đánh chết tại chỗ. Trời, gia hỏa này có thực lực gì, sinh đan cảnh không địch nổi một chiêu của hắn. Thích vô ý chết rồi, hắn vốn nên cao hứng, sẽ không bị tai bay vạ gió, nhưng lăng hàn sẽ bỏ qua cho mình sao. Nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Lăng Hàn không có đặt thích vô ý trong lòng, hắn cười nói với Lăng Hy. Chịu ủy khuất sao, còn tốt, Lăng Hy lắc đầu, nàng và phù thiên hành ra ngoài lưu lạc thiên hạ, bọn họ có giác ngộ đối mặt với khó khăn, bởi vì thích vô ý quá mức hèn hạ mới làm cho nàng không biết nên giải quyết như thế nào. Đi thôi, Lăng Hàn vỗ vỗ vai nữ nhi, không thể không nói, hắn bất công, trong tất cả con cái, hắn sủng ái nhất đứa con này. Ân, Lăng Hy gật đầu, hai phụ tử bọn họ ngây ngang rời đi, đều không có xem cái chết của thích vô ý là chuyện to tát, cho nên cứ mặc thi thể nằm ở đó. Thật lâu sau, tiền binh mới co quắp nằm trên mặt đất. Ta, ta còn sống. Hắn thở ra, toàn thân của hắn ướt đẫm. Lăng Hàn không có phát hiện chính mình sao. Không có khả năng, ngay cả thích vô ý cũng phát hiện tung tích của hắn. Lăng Hàn mạnh hơn thích vô ý không phát hiện. Nhưng đối phương không có giết chính mình, đây là khinh miệt trần trụi. Tiền binh bắt đầu còn cảm thấy may mắn, nhưng bây giờ gương mặt đầy dữ tợn hắn bị hoàn toàn không thấy, bị đối thủ không nhìn chính là nhục nhã lớn nhất, người ta không ngại sự tồn tại của hắn, cũng xem thường diệt khuở. Đáng chết, đáng chết, hắn siết chặt nắm đấm, trên cổ nổi gân xanh, ngươi nhất định sẽ hối hận, không giết ta, đây là sai lầm lớn nhất trong đời của ngươi. Hắn nhanh chân rời đi đi, hắn đi tới khu vực cao tầng của học viện. Hắn muốn đi mật báo, hừ, giết thích vô ý, chẳng lẽ ngươi còn không quan tâm, phủi mông một cái là rời đi. Đi chết đi phụ thân không sao chứ sau khi đi một hồi đột nhiên lăng hy hỏi không sao lăng hàn lắc đầu nếu thích ra tìm tới cửa nàng lại hỏi một câu vậy thì toàn bộ làm thịt lăng hàn thản nhiên nói tặc tử kia dám uy hiếp ngươi đó là bởi vì hắn có bối cảnh ta không có chủ động đi tính sổ với bọn chúng bọn chúng còn dám dây dưa không rõ vậy thì đừng trách ta không khách khí hắn bao che khuyết điểm cỡ nào mà nữ nhi lại là cục thịt trong lòng của hắn hiện tại có người sử dụng thủ đoạn hèn hạ ức hiếp nữ nhi của hắn, hắn có thể không phẫn nộ sao? Dù sao hắn không phải sát thần, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng thích ra nhất định không biết tốt xấu cũng hợp tâm ý của hắn. Trở lại nơi ở của Lăng Hy, vừa đúng lúc Phù Thiên Hành đi ra, thấy Lăng Hy thân thiết kéo tay nam nhân xa lạ, hắn đầu tiên là sướng sờ, sau đó lại vui mừng. Nhạc phụ, hắn rất tín nhiệm Lăng Hy, cho nên, có thể làm cho Lăng Hy không tránh hiểm nghi kéo tay như thế, vậy trừ Lăng Hàn còn ai? Tướng mạo không hợp không thành vấn đề, dưới tiên đồ cũng có thể tùy tiện thay đổi hình dáng. Lăng Hàn gật đầu, Phù Thiên Hành cũng bước vào sinh đan cảnh, thực lực cũng không kém Lăng Hy. Hắn rất xem trọng tên đồ đệ này, mà Phù Thiên Hành cũng không phụ kỳ vọng của hắn. Vào trong phòng, Lăng Hy không nhịn được hỏi những chuyện mấy năm qua của Lăng Hàn. Lăng Hàn nói những sự việc trọng yếu, sau đó lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo đưa cho, đầy đủ giúp Phu Thê Lăng Hy đột phá chân ngã cảnh. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói ồn ào vang lên. Người ở bên trong, mau mau ra đây. Có người quát lớn, phù thiên hành sững sờ, hắn và Lăng Hy tiến vào ngân nguyệt học viện đều rất điệu thấp, tại sao đột nhiên có người tìm tới. Xảy ra chuyện gì, Lăng Hy giải thích, phụ thân giết thích vô ý. Giết tốt, phù thiên hành lập tức vỗ tay một cái. Ta thấy tên hỗn đản kia nhìn ngươi với ánh mắt là lạ, có phải hắn muốn làm gì với ngươi, nhạc phụ vừa lúc gặp được. Đoán thật chuẩn, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi chính là hung thủ giết thích vô ý. Ở cửa ra vào có mười mấy người, một người cầm đầu hơn 40 tuổi, nhìn thấy lang Hàn đi ra thì quát lớn. Hung thủ, lang Hàn lắc đầu, ngươi dùng sai từ ngữ, ta cũng không phải hung thủ. Ân, không phải ngươi là ai, chính là hắn, tiền binh vội vàng nhảy ra, dùng tay phải chỉ vào Lăng Hàn, hắn cường rượu nói với trung niên kia, dáng vẻ sợ lang Hàn chống chế. Lăng Hàn cười một tiếng, không nên kích động, không nên kích động, người đúng là ta giết, nhưng nên gọi ta là anh hùng vì dân trừ hại. chương 4943, Phản quân, anh hùng, nam tử trung niên kia vừa tức vừa nộ, chỉ vào Lăng Hàn nói. Người biết thích phụ ý là ai không? Không biết, Lăng Hàn lắc đầu, cũng không hứng thú biết rõ. Hắn giết cả thế hệ Hoàng Kim, trên đời này có ai mà hắn không dám giết. Hơn nữa, dám ngấp nghé, uy hiếp nữ nhi của hắn, tuyệt đối là tìm chết. Thích Vô Ý chính là con trai duy nhất của Hoành Thiên Đại Tướng Quân Thích Long Đồ. Nam tử trung niên kia lớn tiếng nói, Hoành Thiên Đại Tướng Quân chính là mãnh tướng dưới trướng cửu vương, người giết Thích vụ Ý, đây là sông họa lớn ngập trời. Lúc này, tiền binh nhỏ giọng nói vài câu, nghe mấy câu nói đó, sắc mặt nam tử trung niên kinh biến. Người chính là tân sinh vừa mới nhập học hôm nay, hắn chấn kinh, người có thể miểu sát Thích vụ Ý, nhân tài như vậy không cần kiểm tra, khẳng định sẽ trực tiếp thu nhận. Cho nên, rõ ràng nắm giữ thực lực mạnh như vậy, còn ẩn giấu tu vi, kẻ này có ý gì? Là cố ý nhằm vào thích vô ý sao? Hay thông qua thích vô ý đã kích hoành thiên đại tướng quân, tiến tới nhắm thẳng vào cửu vương? Phải biết, mặc dù Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt gần trăm năm, nhưng vẫn còn có chút người tạc tâm bất tử, muốn phục hồi. Ngươi là phản quân, nam tử trung niên trực tiếp nhận định thân phận của Lăng Hàn, sau khi hắn kinh hãi, hắn vội vàng lấy tinh võng liên hệ các lãnh đạo học viện khác, có lẽ người trước mặt không phải hắn có thể ứng phó mặc dù hắn là chân ngã cảnh trong phản quân có không ít hóa linh chân quân mà lang hàn dám độc thân đến đây thậm chí ngang nhiên giết người nói rõ hắn tràn ngập lòng tin vào thực lực của mình lang hàn bật cười ta lúc nào trở thành phản quân ngươi đúng là khôi hài hắn dừng một chút lại nói không có việc thì quỳ xuống đi quỳ em gái ngươi nam tử trung niên không thể quỳ nhưng hắn là lãnh đạo học viện tự ý nào đó hắn đại biểu cho ảnh nguyệt hoàng triều làm sao có thể quỳ trước phản quân. Người đừng muốn phách lối, hoành thiên đại tướng quân đã nhận được tin tức, không bao lâu nữa liền sẽ chạy tới. Hắn trầm giọng nói, nha, lăng hàn gật đầu, ánh mắt mang theo sát ý. Nếu hoành thiên đại tướng quân vừa tới cũng kêu đánh đòi giết, vậy thì lại giết một người. Đúng lúc này, nơi xa có mười mấy người lao tới. Là ai giết đường đệ của ta? Những người này, cầm đầu chính là một tên nam tử cẩm phục, dáng vẻ đường đường, trên người tỏa ra sát khí khó tả làm người ta phát khiếp tên thanh niên vừa tới đã quát lăng hàn nam tử trung niên quay đầu nhìn sang vội vàng hôm quyền nói bái kiến lưu tướng quân nam tử cầm đầu chính là mãnh tướng dưới trướng hoành thiên đại tướng quân họ lưu tên lạc mặc dù hắn có tu vi chân ngã cảnh nhưng một đời sát phạt chiến lược đạt được rèn luyện hai người giao thủ với nhau phỏng chừng hắn sẽ bị chém giết trong người chiêu lại nói người ta địa vị trên hắn cho nên dù cảnh giới tương tự Hắn vẫn phải cung kính. Lưu Lạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào người Lăng Hàn, làm tướng lĩnh kinh bách chiến, nhãn lực của hắn rất cao, liếc mắt đã nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn cau mày, hắn không nhìn thấu tu vi của Lăng Hàn. Chẳng lẽ cảnh giới của người này cao hơn mình? Không có khả năng, kẻ này mới bao nhiêu lớn, cho dù thiên phú cao hơn nữa, hắn làm sao có thể còn trẻ đã bước vào Hóa Linh chân quân? Cho nên, hắn áp chế bất an trong lòng, Tiền binh cũng an tâm ngược lại nơi này có mấy vị cường giả chân ngã cảnh hắn còn gì phải sợ ngươi nhất định phải chết chết chắc hắn chỉ vào lăng hàn dám giết đường đệ của ta hừ ngươi thật to gan lớn mật mặc dù hắn giận dữ mắng mỏ nhưng trong lòng đang vui sướng khó tả bởi vì người nhà họ thích thừa thất thế hệ này trừ thích vội ý ra cũng chỉ có hắn hiện tại thích vội ý chết rồi vậy hắn sẽ được bồi dưỡng trọng điểm trải qua thời gian dài hắn ước gì thích vội ý xảy ra điều gì ngoài ý muốn tráng niên mất sớm thế nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi căn bản không dám động tay chân gì không nghĩ tới chính là hiện tại nằm mơ ban ngày lại thực hiện ngươi nói hắn có thể không vui vẻ hay sao đương nhiên hắn vẫn phải làm dáng mà lăng hàn nhất định phải chết nếu như không xử lý thích ra còn mặt mũi nào mà tồn tại lăng hàn nhìn hắn một cái cười nói xem vẻ mặt mừng thầm của ngươi sống ước gì thích vô ý chết đúng không khốn kiếp ngươi làm sao nhìn ra được người trẻ tuổi kia giật mình nhưng tự nhiên không có khả năng thừa nhận, vội vàng nói. Nói hưu nói vượn, ta và vô ý huynh đệ tình thâm, hận không thể chết thay hắn. Lăng Hàn cười cười, nói, bảo ngươi chết thay hắn là không thể nào, ta có thể làm một chuyện, đó là tiến ngươi đi chung với đường đệ của ngươi. Lời này quá khoa trương, nơi này có bao nhiêu cường giả đấy. Lưu Lạc nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá phách lối, có ta ở đây. Người trừ quỳ xuống đất nhận lấy cái chết ra, người không làm được cái gì. Muốn xuất thủ, tiền binh cực kỳ chờ mong mặc dù thích phổ ý bị lăng hàn một chiêu miểu sát nhưng bây giờ vị lưu tướng quân này chính là cường giả chân ngã cảnh như vậy sẽ không giống lăng hàn cười ha ha một tiếng ta giết hắn ngươi ngăn thử xem người trẻ tuổi thích ra kia đúng là phách lối hắn chắp tay sau lưng và nói ta đứng ở đây người giết ta thử xem mấy vị cường giả tỏa trấn chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn sao lăng hàn duỗi ngón tay và bắn một tia ra ngoài một đạo kình phong bay tới tên người trẻ tuổi thích ra kia Lớn mật, lưu lạc giận dữ, hắn xuất ra một trường muốn đánh tan Kinh Phong. Nhưng mà, một trường quét qua, Kinh Phong không bị ảnh hưởng. Cái gì, Phúc, Kinh Phong xuyên qua đầu người trẻ tuổi thích ra. Người trẻ tuổi kia bất khả tư nghị nhìn lăng hàn, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được, chính mình lại chết như thế. Làm sao có thể, không thể nào, sớm biết như vậy, hắn đã không trang bức. Trong đầu của hắn có suy nghĩ cuối cùng như thế, sau đó hắn ngã xuống đất, chết. Thấy cảnh này tất cả mọi người hít khí lạnh, tê, ra hỏa này mạnh cỡ nào, hắn muốn giết người, chân ngã cảnh cũng không thể ngăn cản sao. Tiền binh run rẩy, hắn đổ mồ hôi như mưa, hắn sợ chết, chân ngã cảnh cũng không thể ngăn cản lăng hàn, ra hỏa này mạnh đến mức nào. Chính mình còn dám đi thông báo tin tức, còn nhảy nhót trước mặt lăng hàn, hắn đang ngại mạng mình dài sao. Hắn sắp khóc, người trâu bò như vậy, tại sao còn giả mạo thành tân sinh. Qua một hồi lâu, lưu lạc mới khôi phục tới, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn, nói. Các hạ là ai, kẻ này có thể là hóa linh chân quân. Mặc dù hóa linh chân quân trẻ tuổi như vậy là chuyện khó tin, nhưng cũng chỉ có một khả năng như thế, nếu không một kích của mình đã có thể đánh tan kình phong, chứ không phải vô dụng như thế. chương 4944, đây mới gọi là sát khí. Lăng Hàn vẫn không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xeo, một bóng người phá không bay tới, sau đó bỗng nhiên rơi xuống đất sát khí đáng sợ sôi trào như thực chất, làm cho lòng người lòng sợ hãi. Đây là nam tử trung niên mặc khôi giáp, trên mắt trái có vết sẹo, từ đó làm hắn tăng thêm khí chất biêu hãn. Hắn khoác áo choàng đỏ thấm, gió đêm thổi áo bay múa, thần uy lẫm liệt. Hoành thiên đại tướng quân, thích long đồ, bái kiến đại tướng quân, lập tức, những người học viện kia, bao quát lưu lạc đều quỳ trước thích long đồ. Vị này là hóa linh chân quân, hóa linh cảnh, cho dù đặt ở nơi nào cũng có thể gọi là cường giả, nắm giữ nơi sống yên ổn. Thích Long Đầu nhấc tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Vừa mới nhìn, hắn kinh hãi. Hắn nhìn không thấu Lăng Hàn, làm sao có thể chứ? Người trẻ tuổi này huyết khí tràn đầy, sức sống kinh người, đó là trẻ tuổi chân chính, có khả năng chỉ mấy trăm tuổi. Nhưng chỉ mấy trăm tuổi đã có tu vi hóa linh cảnh, ngồi ngang hàng cùng mình. Việc này làm Trần Phong Viêm biết rõ khẳng định sẽ ung dung nói, ngồi ngang hàng không là gì, có khả năng cả đời không thể ngồi chung với nhau. thật không nghĩ tới, người trẻ tuổi đã tu hành tới hóa linh cảnh. thích long đồ mở miệng, lời nói không giận tự uy. mọi người đều giật mình, cái gì, lăng hàn là hóa linh cảnh? người khác có khả năng nhìn lầm, hoành thiên đại tướng quân sẽ nhìn lầm. trời ạ, à, trẻ tuổi như vậy đã là hóa linh cảnh. nhưng người cho rằng, tu thành hóa linh cảnh thì có thể diễu võ dương hoa ở chiều ta. thích long đồ cười lạnh, quá ngây thơ rồi. Cái mặc dù là tinh cầu phụ thuộc ảnh Nguyệt Hoàng Triều nhưng lại là tinh cầu trọng yếu, cho nên mới phái cửu vương tỏa chấn, đây chính là cường giả giáo chủ, hơn nữa còn là cấp bậc lục tinh. Có cửu vương tỏa chấn, yêu ma quỷ quái gì cũng lui tán. lang Hàn cười nhạt một tiếng, nếu chính chủ đã tới, vậy thì nói đi, con của ngươi làm sằng làm bậy, ta vì dân trừ hại, ngươi dự định cảm tạ ta thế nào? Cái, cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng co giật. Nói đùa cái gì? Ngươi giết con trai người ta, còn muốn người ta cảm tạ ngươi. Điên rồi, nhất định là điên rồi." Thích Long đồ cười lạnh, "Người trẻ tuổi, bản tướng quân thừa nhận ngươi có thiên phú kinh người, trẻ tuổi như vậy đã tu thành hóa linh cảnh, nhưng mà, kết quả tốc thành chính là căn cơ bất ổn. Bản tướng quân giết người lấy vạn mà tính, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, ngươi có thể chống đỡ sát ý của ta hay không?" Vẻ mặt của hắn dữ tợn, oanh, sát khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài, lập tức làm đôi chân người chung quanh mềm nhún tất cả đều ngã ngồi dưới đất. Thật là đáng sợ, đây chính là sát thần, nhưng sát khí như thế không có ý nghĩa với Lăng Hàn, hắn lắc đầu, cười nói. Đây chính là sát ý của ngươi sao, thích lòng đồ ngây người, tại sao không có hiệu quả với Lăng Hàn. Hắn chinh chiến xa trường, sát ý như hóa thành thực chất, xung kích như thế sẽ ảnh hưởng võ giả cùng dai. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong lòng lạnh buốt, Lăng Hàn mỉm cười, vậy ngươi cũng thử sát ý của ta. Ông, sát khí xung kích đánh ra, thức hải của thích long đồ bị phá diệt, ánh mắt tan rã và không còn thần thái. Banh, hắn ngã xuống đất, áo choàng trên người lay động. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, hoành thiên đại tướng quân, đệ nhất mãnh tướng của cửu vương đã chết. Dễ dàng như thế, căn bản không có đại chiến, chết vô thanh vô tức. Mỗi người đều giật mình, nhất là tiền binh, không chỉ chân run, thậm chí hắn tiểu tiện không bị khống chế, hắn đã sợ vỡ mật. Ha ha ha, đột nhiên hắn cười ha hả, ta vô địch thiên hạ, ta là đại đế vô song, bỗng nhiên hắn bỏ dậy, vừa khoa tay múa chân, vừa phi nước đại. Điên rồi, hắn đã bị dọa điên rồi, lang hàn mỉm cười, các vị, kịch đã xem xong, còn vây quanh ở nơi này làm gì, muốn ta mời các người ăn khuya sao? Vô ý thức, tất cả mọi người đều lắc đầu, ăn cái gì ăn khuya, bọn họ hiện tại chỉ mong tránh xa tên sát tinh này càng xa càng tốt. Trước đó không đi, một là bởi vì chuyện này phát sinh quá mức đột phá, Chấn kinh đến mức khó khôi phục lại, thứ hai, đó là không dám, Lăng Hàn có thể miểu sát hóa linh chân quân, hắn không nói câu nào, ai dám đi. Hiện tại Lăng Hàn mở miệng thả bọn họ đi, tự nhiên cả đám dứng dậy chạy đi. Lăng Hàn đánh ra mấy đạo hỏa Diếm cũng nốt sạch thi thể trên mặt đất, những người này có bảo vật gì đó, hắn lười thu. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu truyền thụ đế thuật cho nữ nhi và con rể. Rõ ràng hắn làm đại sự nhưng ảnh Nguyệt Hoàng Triều không phản ứng chút nào ba ngày sau tất cả đều gió êm sóng lặng không ai tới ảnh nguyệt hoàng triều đương nhiên không có khả năng sợ hãi bỏ qua mà là lăng hàn quá mạnh bọn họ cảm thấy cần chuẩn bị vạn toàn mới xuất thủ một kích mất mạng bây giờ chính là lúc mưa gió nổi lên ngân nguyệt học viện đã đóng lại tất cả học viên rút lui tránh đại chiến ngày sau đốt thành cho tàn lăng hàn lại mừng rỡ vì thanh tĩnh căn bản không thèm để ý cho dù tất cả cường giả của ảnh nguyệt hoàng triều cùng tiến lên Hắn cũng không sợ, đây là bởi vì thực lực đầy đủ mạnh mới có thể tự tin như vậy. Đương nhiên, ảnh nguyệt hoàng triều chính là khôi lỗi, kẻ thống trị chân chính là Phật tộc, cho nên Lăng Hàn cần quan tâm là Phật tộc, nếu xuất động đại năng cấp tôn giả, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng đây mới là bắt đầu, ảnh nguyệt hoàng triều cũng không có khả năng thông báo cho Phật tộc, phải biết, khi đó thời điểm phục kích lão tôn giả Thanh Long hoàng triều, Phật tộc cũng không có xuất động cường giả tôn giả. Nếu như động một chút cần đại năng Phật tộc xuất thủ, vậy bọn họ có nhiều lãnh thổ như vậy bọn họ còn không bận chết hay sao thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ tám lang hàn đang nhắm mắt thôi diễn võ đạo của mình đột nhiên hắn mở hai mắt ra rốt cuộc đã đến hắn đẩy cửa đi ra ngoài phía trước có nam tử mặc cẩm bào đầu đội bằng quan dáng người thon gầy trên người còn có bá khí ở phía sau hắn là chín người mặc tăng y có nam có nữ đều là quy y trên đầu đều có chín vết nhang nha phật tộc cũng ra tay rồi ta chính là cửu vương của ảnh nguyệt hoàng triều." Nam tử cầm bào mở miệng, giọng nói rất lớn, "Ngươi là người nào?" Lăng Hàn thở dài, "Ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện sao?" Khốn kiếp, khí thế của cửu vương cứng lại, "Ngươi nói gì? Ta đang nói chuyện chính thức với ngươi đấy." "Là ai ở sau lưng sai xử ngươi?" Hắn áp chế lửa giận, sau đó đổi giọng điệu nói chuyện. "Lăng Hàn quá trẻ tuổi, cho nên, sau lưng của hắn khẳng định có người, đây mới là điểm làm hắn kiêng kỵ." chương 4945, trận pháp giết tôn giả. Lăng Hàn gật đầu, người xem, nói như vậy, nghe không trói tai, cho nên, nếu thật dễ nói chuyện thì cần gì giả vờ giả vịt. Cửu vương bắt đầu mài răng, ta vờ vịt hỏi, người không trả lời, hiện tại ngươi muốn cái gì? a à, đối phương đang cố ý lạc đề, cửu vương giật mình, kém chút bị Lăng Hàn lừa. T, tiểu tử này nhìn thì trẻ tuổi nhưng làm việc quá cay độc, lặng lẽ rời chủ đề câu chuyện. Người không nên ép bản vương động thủ, cửu vương từ tốn nói lang hàn khoát tay nếu như ta nói cho ngươi kỳ thật ta mang hòa bình tới ngươi có tin hay không ha ha cửu vương chỉ cười lạnh hai tiếng hắn có tin hay không hắn làm sao có thể tin tưởng lang hàn cười ha ha không tin cũng được nếu ngươi đã mời người phật tộc tới vậy hiển nhiên không có khả năng bỏ qua còn nói mỏ làm gì động thủ đi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cửu vương cười lạnh hắn vung tay lên những tăng lữ sau lưng bay lên trời đứng ở chín góc, sau đó bắt đầu ngâm sướng. lập tức trên thân cửu vương có quang trụ bay lên bay thẳng bầu trời, khí tức của hắn tăng lên rất nhiều. bí thuật cầu nguyện của phật tộc có thể giúp người thừa nhận ra tăng thực lực. cửu vương vốn là giáo chủ lục tinh, sau khi đạt được gia trì, khí tức của hắn càng tăng lên bát tinh, tăng lên hai tinh, quá kinh người. cửu vương xuất thủ, một trưởng mang theo lực lượng bát tinh, nhưng hắn chỉ đánh ra sáu đạo quy tắc. lăng hàn gật đầu, như vậy mới thích đáng nếu được bí pháp Phật tộc gia trì, cửu vương có thể đánh ra bảy đạo quy tắc thì mới thần kỳ. Đến giáo chủ, tác dụng của lực lượng đã kém xa quy tắc. Cho nên, cửu vương đạt tới bát tinh nhưng thực lực và chiến lực chân chính chỉ tăng lên nửa tinh, còn không đạt tới thất tinh. Lang Hàn lắc đầu, vốn cho rằng ảnh Nguyệt Hoàng chiều chuẩn bị nửa ngày sẽ làm ra mánh khóe gì, nhưng bây giờ nhìn xem, hắn thật thất vọng. Giả vờ giả vịt nhiều ngày như vậy, các người cho ta xem chút đồ vật thế này sao? Lang Hàn lắc đầu, khí tức bộc phát, Ba ba ba, trên bầu trời, chín tên tăng lữ như diều đứt dây và ngã xuống. Cửu vương quá sợ hãi, đây là chuyện gì? Hắn vội vàng xuất thủ tấn công lăng hàn, cũng cấp cho chín tên tăng lữ thời gian khôi phục thực lực, trọng trấn cờ chống, từ đó lại ra chỉ lực lượng cho hắn. Lăng hàn tùy ý chống đỡ, cửu vương chỉ là giáo chủ lục tinh, cho dù hắn giảm thực lực xuống 100 lần cũng không thua đối phương. Bang, 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 hai người chiến đấu nhìn như kịch liệt, thế nhưng cửu vương quá yếu, lăng hàn không cần nghiêm túc. Sau khi đánh một trận, cửu vương liền đánh một kích và thoát ly chiến đoàn, hắn lui ra xa xa. Khải trận, hắn lớn tiếng nói ra, sắc mặt tái xanh, đây là một chiêu cuối cùng, hắn không muốn dùng tới, ý nghĩa hắn không bằng lăng hàn. Nhưng không có cách nào, cũng không thể cứ chiến đấu. Oanh, tia sáng phóng lên trời và hình thành thiên la địa võng. Ha ha, người bây giờ thân hãm trùng vây, ngược lại ta xem người thoát thân thế nào. Cửu vương cười nói, đây là hãm thiên trận, chuyên chém giết đại năng cấp giáo chủ. Thời gian quá ngắn, hơn nữa Nguyệt Hoa Tinh cũng chỉ có chút tài nguyên, không đủ để bày ra sát trận cấp tôn giả. Lăng Hàn thả lỏng tay sau lưng, hắn chỉ mỉm cười, chơi trận pháp trước mặt trận pháp tông sư như thế, không phải muốn hắn cười rất răng hay sao. Hắn chỉ cần dẫm vào mặt đất là có thể cải biến địa khí, từ đó đại trận mất đi công hiệu, thậm chí cướp đoạt quyền khống chế đại trận, ngược lại công kích cửu vương. Ai, nghĩ lại người mạnh nhất của ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ là giáo chủ bọn họ có thứ gì làm hắn hứng thú hay sao? không thú vị, hắn suốt một quyền. ầm, đại địa run rẩy dữ dội, cát đá bắn thẳng lên trời. ngay sau đó ánh sáng biến mất. cửu vương giật mình, mẹ nó, một quyền đánh nát đại trận. trời ạ, à, đây là quái vật gì thế này? hắn rõ ràng cảm ứng được, lăng hàn chỉ là giáo chủ, lăng hàn có thể dùng một quyền đánh nát đại trận, đổi thành hắn, hắn có suốt 100 quyền cũng khó đánh tan trận pháp. so sánh với nhau, tranh lệch thật sự quá lớn gia hỏa này không phe giáo chủ bình thường cần phải nhờ chuẩn tôn giả ứng phó ân giống như lão tôn giả của thanh long hoàng triều năm đó rút lui hắn quát một tiếng hắn muốn dẫn người rời đi lang hàn cũng không có truy kích hắn muốn giúp trần phong viêm một chuyện đó là đánh ngã cường giả của ảnh nguyệt hoàng triều như thế chờ trần phong viêm lãnh đạo thiên hải tinh độc lập ảnh nguyệt hoàng triều cũng không thể làm thế nào nói thế nào khi đó trần phong viêm đã giúp hắn không ít hơn nữa hiện tại càng là vãn bối của hắn đương nhiên hắn cần chăm sóc một hai. Hắn tiếp tục chỉ đạo Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành tu hành, có thể suy ra, tiếp theo hắn sẽ đi khắp tinh không, không có thời gian lại chỉ đạo người thân tu hành, cho nên nhất định phải nắm chặt từng giây. Có thể nhét bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu, căn bản không quản cảnh giới như thế nào. Sau mười mấy ngày, cường giả ảnh Nguyệt Hoàng Triều lặng Yên đi tới Nguyệt Hoa Tinh. Có tới 9 cường giả cấp giáo chủ, lại thêm Phật tộc cũng xuất động 5 tên cường giả, tổng cộng 14 tên giáo chủ, sát chiêu chân chính là trận cơ bọn họ mang theo, nó có thể tạo thành đại trận giết tôn giả. Lăng Hàn thông qua địa mạch quan sát tất cả, hắn cũng không sợ. Nói cho đúng, hắn không chống lại được chiến lược cấp tôn giả, nhưng mà, nói đến trận pháp, những người ảnh nguyệt hoàng triều này có thể so sánh với trận đạo tông sư như hắn sao? Hiện tại thần thức của hắn có thể dẫn động địa mạch, còn muốn bày trận. Ha ha, trừ phi là trận pháp thánh cấp, bằng không chỉ là chuyện cười. Cho nên, Lăng Hàn không quan tâm, những cường giả giáo chủ kia bắt đầu bố trí trận pháp, mỗi ngày đều đi quanh ngân nguyệt học viện. Lăng Hy và Phù Thiên Hành có chút lo lắng, nhưng bọn họ càng tin tưởng Lăng Hàn, nếu Lăng Hàn không có làm chuyện gì, như vậy hắn đã tính trước, bọn họ lo lắng được gì chứ. Bảy ngày sau, trận pháp thành, lúc này, cường giả ảnh Nguyệt Hoàng Triều đã hiện thân. Người trẻ tuổi, người có dũng khí hơn ngươi, cửu vương lại xuất hiện, địa vị hắn rất cao, cho dù có tới 14 giáo chủ nhưng hắn vẫn cầm đầu. Nhưng mà, người tự làm tự chịu, hại cái mạng nhỏ của ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, còn chưa giao thủ, ngươi khẳng định như vậy. Hừ, trận này mặc dù không phải trận pháp giết tôn giả hoàn chỉnh, nhưng giết chuẩn tôn giả thì không đáng kể. Cửu vương cao ngạo nói ra, ngươi đừng nói thực lực của ngươi đã vượt qua giáo chủ. Lăng Hàn lắc đầu, không đến mức đó, thậm chí còn kém xa chuẩn tôn giả. Cho nên, ngươi bây giờ cúi đầu xưng thần, ta còn có thể lưu cho ngươi một đầu sinh lộ, nếu không cho dù ngươi là thiên tài thì thế nào, người chết cũng sẽ không lưu truyền thiên cổ. Cửu vương từ tốn nói, oanh, đúng lúc này, đại trận run lên bần bật, chương 4946, lão tôn giả xuất hiện. Đại địa chấn động, trận pháp lắc lư giống như gặp trọng kích. Chẳng những để đám người cửu vương đều chấn kinh, ngay cả lăng hàn cũng có chút kinh ngạc. Tình huống như thế nào, hắn chưa xuất thủ mà, oanh, 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 lực oanh kích đáng sợ ập tới, hơn nữa càng ngày càng gần, giống như có người đờ nát giết vào. Đây không phải ảo giác, chỉ là trong nháy mắt mà thôi bành màn sáng bao phủ bọn họ vỡ vụn chỉ thấy một lão giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện cà cà cạc, cạc lũ danh con ảnh nguyệt hoàng triều không nghĩ tới bản tôn lại trở lại nha lão giả cười to hắn nói năm còn mang theo ngông cuồng lúc này nhìn thấy lão giả kia người của ảnh nguyệt hoàng triều đều kinh hãi trời ạ à, đây là lão tôn giả của thanh long hoàng triều năm đó Lăng hàn cũng kinh ngạc không nghĩ tới lão tôn giả này còn dám ngóc đầu trở lại hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lão tôn giả cũng chưa khỏi hẳn thường thế bị áp chế lại mà thôi là ai đang giúp hắn lang hàn cũng không cho rằng lão tôn giả này có thể tự mình làm được trong quá khứ mấy vạn năm trước hắn không có làm được dựa vào cái gì hắn bỏ chạy thục mạng lại làm được cho nên hắn nhất định phải đến với ai đó hoặc được thế lực nào đó trợ giúp người còn không chết cửu vương cắn răng nói trên mặt mang theo ý sợ hãi lúc trước bọn họ thừa dịp lão tôn giả trọng thương bày ra thiên la địa võng lúc này mới may mắn giết đến mức lão tôn giả tổn thương càng thêm tổn thương vốn cho rằng lão tôn giả dù không có thương tổn nặng mà chết hắn cũng ở góc nào đó trong tinh không liếm lắp vết thương nhưng mà không nghĩ tới lão tôn giả đột nhiên chạy đến tận cửa dường như hắn đã hoàn toàn khôi phục thực lực tôn giả đấy hoàn toàn nghiền ép giáo chủ bảo bọn họ đối kháng như thế nào làm sao có thể lão tôn giả cười ha ha không có cái gì không thể nào hiện tại bản tôn trở về, các ngươi cũng có thể chết đi. Hắn vô cùng đắc ý, vốn cho rằng cả đời không có hy vọng báo thù, nhưng bây giờ, hắn một lần quay lại nơi này, lấy thực lực nghiền ép quan sát chúng sinh. Đi, 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 cửu vương lớn tiếng kêu lên, đừng nói bọn họ chỉ có 15 giáo chủ, cho dù nhiều gấp 10 lần cũng không đánh lại tôn giả. Tôn giả nghiền ép giáo chủ, đây là chân lý võ đạo. Muốn chạy, lão tôn giả cười lạnh, nếu hắn đã xuất hiện, còn có thể nhìn người ảnh Nguyệt Hoàng chiều chạy hay sao? hắn xuất thủ bắt lấy đám người cửu vương, oanh, bàn tay của hắn phô thiên cái địa, hắn là tôn giả, nhưng bàn tay này vừa xuất hiện, Lăng Hàn đã phát hiện, lão tôn giả chẳng những chưa khỏi thương thế, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, hiện tại lão tôn giả chỉ có chiến lực chuẩn tôn giả mà thôi. Có thể chân áp giáo chủ, chiến lực chuẩn tôn giả đã dư sai, thậm chí, nghịch thiên như Lăng Hàn, chiến lực của hắn cũng không sánh bằng. Lão tôn giả cường thế sát phạt, ba, 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 hắn ôm hận xuất thủ, một kích đánh chết một tên giáo chủ, qua vài phút sau, bao quát cửu vương, 15 tên giáo chủ đã tử vong tất cả. Ha ha ha, lão tôn giả đắc chí vừa lòng, cuối cùng cũng có thể báo thù. Hiện tại, chỉ cần đánh chết lão hoàng đế của ảnh Nguyệt Hoàng Triều, hắn cũng quét sạch thù hận. Ân, hắn nhìn về phía lăng hàn, đó là một giáo chủ trẻ tuổi. Thật sự quá trẻ tuổi, sinh mệnh chi hỏa hừng hực, nhiều nhất hắn chỉ có mấy trăm tuổi. Chính mình lúc mấy trăm tuổi có tu vi gì, chú đỉnh, hay là sinh đan hắn tràn đầy ghen ghét mặc dù hắn may mắn không chết nhưng khí huyết thua lỗ quá lớn dù chữa khỏi tổn thương cả đời này không thể tiến vào thánh cấp nhưng tiểu tử trước mặt này lại có khả năng tiểu tử ngươi là ai hắn hỏi ngữ khí ra lệnh không có biện pháp hắn là tôn giả lang hàn cười nhạt một tiếng không có quan hệ gì với ngươi a à, thật cuồng lão tôn giả kinh ngạc tiểu tử này dám nói chuyện như thế với mình đây là tự nhiên hầu ca bị hắn chân áp Lăng Hàn làm sao có thể giả vờ cung kính. Thật sự là muốn chết, lão tôn giả hừ một tiếng, hắn lập tức xuất thủ trấn áp Lăng Hàn. Xeo, Lăng Hàn phát động tinh bộ, mang theo Lăng Hy cùng phù thiên hành, trong nháy mắt đã đi tới bên kia của Nguyệt Hoa Tinh, sau đó bọn họ tiến vào truyền tống trận quay về thiên hải tinh. Sau khi làm xong tất cả, hắn lại phát động tinh bộ trở lại ngân Nguyệt học viện. Lão tôn giả cao mày, Lăng Hàn lúc ẩn lúc hiện, càng làm hắn không thể bắt giữ vết tích. Đây là thân pháp gì, quá quỷ dị, thì ra nắm giữ một môn thân pháp kỳ lạ, khó trách dám bất kính trước mặt bản tôn. Hắn nói, nhưng bản tôn thật muốn giết ngươi, ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này, bàn tay bao phủ khu vực càng lớn, lang hàn vung quyền đón đỡ. Lão thất phu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao. Vừa rồi hắn không muốn tác động tới nữ nhi và con rể, cũng không phải hắn sợ chiến. Thấy lăng hàn dám đối kháng chính diện với mình, lão tôn giả tức giận, đây là đại bất kính. Chết, hắn hừ nhẹ một tiếng, chỉ là giáo chủ, người bị não heo mê muội tâm trí hay sao, lại dám đối kháng chính diện với hắn. Oanh, nắm đấm đánh vào bàn tay lớn, lại không cách nào đánh phá bàn tay lớn, ngược lại còn bị chân áp. Bàn tay đánh xuống mặt đất, chấn động làm mặt đất rung động phập phồng không yên, bành bành bành, địa hỏa phun ra ngoài, phát tiết năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đây chỉ là tinh thể bình thường, nó làm sao chịu nổi chiến lực chuẩn tôn giả tàn phá bừa bãi. Lão tôn giả kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được, Lăng Hàn cũng chưa chết. Hắn thu bàn tay về, quả nhiên, mặc dù mặt đất bị hắn đánh thành cái hố to, nhưng Lăng Hàn vẫn đứng cao ngạo trong hố. T, việc này quá kinh người, mặc dù thực lực của hắn rơi xuống chuẩn tôn giả, nhưng muốn giết giáo chủ nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, Lăng Hàn gánh vác thế nào. Lão thất phu, người cũng chỉ như thế, Lăng Hàn từ tốn nói, hắn thét lớn và tiến hành phản kích. Ông, sát khí xung kích đánh ra, tấn công đối thủ. Lão tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong thức hải bị cái rùi đâm vào, hắn cực kỳ đau đớn. Người trẻ tuổi thật đáng sợ, thần thức công kích lại làm hắn bị thương. Hắn vội vàng dẫn động thần thức ổn định thức hải, sau đó hắn đáp lễ lang hàn. Chỉ bởi như vậy, chiến lực của hắn bị ảnh hưởng lớn. Oanh, hai người đấu một kích, lang hàn bị đánh bay lần nữa, nhưng thế yếu đã không phải rất rõ ràng. Ngươi thật sự làm ta giật mình." Lão Tôn giả uy nghiêm đáng sợ nói ra, hắn cường công lăng hàn, song trưởng như búa, mỗi một trưởng đánh ra như thiên địa trấn áp vạn vật. Trên thực tế, công kích của hắn thật sự tạo thành ảnh hưởng lớn lên Nguyệt Hoa tinh, chuẩn tôn giả quá cường đại. Nhưng Lăng Hàn vẫn không sợ, lão Tôn có thể vận dụng cũng chỉ là 20 đạo quy tắc lục tinh, là mạnh mẽ hơn hắn, nhưng còn chưa tới mức đánh giết hắn ngay lập tức. Huống hồ, hắn có vô số át chủ bài, tự nhiên không sợ. Vừa đúng mượn tay của đối phương ma luyện võ đạo của mình. Lăng Hàn phát động hàn quyền, quyền ý sôi trào, từng quyền từng quyền đều là cực kỳ bá đạo. Chương 4947, đế tộc tham dự. Lăng Hàn rất mạnh, nhưng mà, lão tôn giả mạnh hơn. Người ta là tôn giả, dù chỉ có thực lực chuẩn tôn giả, cũng không phải thổi phồng lên. Nhưng mà, lão tôn giả muốn xử lý Lăng Hàn cũng không được, bởi vì thực lực hai người tranh lệch không lớn, huống chi Lăng Hàn còn nắm giữ vô số át chủ bài, thậm chí hắn sử dụng năng lượng ngọc thạch hoàn toàn có thể hại chết đối phương lão tôn giả càng đánh càng kinh hãi tại sao có thể có tiểu thừa cảnh biến thái như vậy quá mạnh mà nay lão tôn đến đấy trong tiếng quát lớn chỉ thấy một đạo côn ảnh từ trên trời hạ xuống cũng đánh vào đầu của lão tôn giả hầu ca tới lão tôn giả quá sợ hãi làm sao có thể chứ nguyệt hoa tinh còn có cường giả tứ cực cảnh hắn không phải là người duy nhất hay sao hắn không quan tâm tới lăng hàn vội vàng lui về phía sau, hắn tạm tránh Phong Mang. Đừng nói thực lực của hắn bây giờ rất xuống chuẩn Tôn giả, cho dù hắn duy trì trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Hầu Ca. Hầu Ca là ai, có thể so sánh với thế hệ Hoàng Kim, lại thêm có binh khí dùng thánh liệu tạo thành, một côn này đánh xuống, cho dù là Tôn giả cửu tinh cũng không dám đón đỡ, huống chi hắn chỉ có thực lực chuẩn Tôn giả. Một côn của Hầu Ca oanh kích, lão Tôn giả liên tục lui lại, hắn bị áp chế hoàn toàn. Là ngươi lão tôn giả sợ hãi, hắn nhận ra hầu ca. điểm này cũng không khó khăn, bộ dáng hầu ca không thay đổi ba ngàn năm trước và hiện tại không có biến hóa gì. hơn nữa, xấu xí lại thêm tính tình nóng nảy, từ đó tạo thành ấn tượng sâu sắc cho người khác. nhưng làm cho lão tôn giả không tưởng tượng được là qua nhiều năm như thế, hầu ca đã thành tôn giả. khốn kiếp bình chứng cảnh giới đâu? ngươi thật sự cho rằng bình chứng cảnh giới là nói đùa sao? không tồn tại, nghĩ đột phá là có thể đột phá. nghĩ hắn năm đó đạt tới giáo chủ cửu tinh là bao nhiêu tuổi? Hai vạn tuổi, chỉ hai vạn tuổi mà thôi, nhưng hắn nhưng lại bỏ ra dòng giã một vạn bảy ngàn năm mới có thể đột phá tôn giả. Hơn nữa, bởi vì tuổi tác quá mức già nua, khí huyết suy bại, hắn rõ ràng có lĩnh ngộ nhưng kém chút thất bại. Cũng bởi vậy, chiến lược của hắn luôn luôn không có cách gì phát huy hoàn toàn, cho nên trong chiến đấu sau đó lưu lại ám thương, trôn xuống họa lớn. Nhưng hầu ca thì sao? Không thể so sánh, không dám so sánh. Nhìn lang hàn bên cạnh, Hắn càng tức chết, người ta nhiều lắm chỉ mấy trăm tuổi mà thôi. Xoát, một côn quét tới, khủng bố vô biên. Lão tôn giả vội vàng lấy lại tinh thần, hắn liều mạng trốn tránh, căn bản không dám đón đỡ một chiêu. Trên thực tế, dù hầu ca không cần binh khí thánh liệu, hắn cũng không dám đón đỡ, bởi vì chiến lược tranh lệch quá xa, hắn tiếp chiêu là phải chết. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không chống được mấy chiêu. Lão tôn giả sắp khóc, hắn dễ dàng sao? lúc trước đào tẩu như chó nhà có tang thật vất vả ngóc đầu trở lại lẽ ra nên nở mày nở mặt nhưng ai ngờ lần này lại là thảm bại hắn nghiêm túc nói hầu tử người cũng biết bản tôn phụng lệnh ai tới đây hay không lăng hàn cười thầm quả nhiên lão gia hỏa này có người trợ giúp quản hắn là ai lão tôn ta một côn quất ngã hết hầu ca không để ý tới hắn xuất một côn như muốn diệt thế đó là tử vi đế tộc lão tôn giả nói bản tôn được tử vi đế tộc trợ giúp chữa khỏi thương thế hiện tại bản tôn cũng phụng lệnh của tử vi đế tộc đến đây thu phục nguyệt hoa tinh cũng khai phá cương thổ a à, dùng đế tộc trấn áp bọn họ không biết bọn họ đã giết nhiều tên đế tử hay sao a à, tử vi đế tộc làm như thế có chỗ tốt gì Lăng hàn hỏi đế tộc cái gì không có cần cố ý giúp đỡ lão tôn giả thất bại thảm hại hay sao hừ các ngươi biết cái gì lão tôn giả lộ ra vẻ mặt cao ngạo nhưng bị hầu ca gõ mấy côn hắn lập tức co đầu rụt cổ tử vi đế tộc có một vị tôn giả là sắp thành thánh cho nên muốn thu tín ngưỡng lực nhóm thánh hỏa nghe nói như thế lăng hàn đã hiểu tôn giả là tứ cực cảnh trong thức hải có bốn cái thiên trụ tiếp trời thông đất mà muốn thành thánh bọn họ phải đốt thánh hỏa trên tứ cực trụ như thế có thể chiếu sáng quy tắc và nắm lấy nhen lửa thánh hỏa có hai loại biện pháp thứ nhất sử dụng võ đạo bản thân thiêu đốt thứ hai cần thu thập tín ngưỡng thiêu đốt rõ ràng Sử dụng lực lượng tự thân sẽ lợi hại hơn, hoàn toàn không dựa vào ngoại lực. Nhưng luôn có người kém một chút, không có cách gì dựa vào lực lượng bản thân thắp sáng thánh hỏa, cho nên phải dựa vào thu thập tín ngưỡng. Trên thực tế, có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thắp sáng thánh hỏa, đếm khắp lịch sử, trừ đại đế ra, cũng chỉ có một ít thánh nhân siêu cường làm được, ví dụ như Cửu Dương thánh nhân. Mặc dù đế tộc nắm giữ lãnh địa bao la, thống ngự vô số nhân khẩu, nhưng đế tộc cũng không chỉ có một thánh nhân mỗi khi tăng lên một cấp liền cần đại lượng tín ngưỡng lực hơn nữa tín ngưỡng có thể sửa đổi hôm nay ta tin cái này ngày mai ta tin cái kia cái gì gọi là tín ngưỡng tín ngưỡng lực thứ này cần phải tinh khiết hơn nữa sau mỗi lần thắp sáng thánh hỏa tín ngưỡng sẽ khóa chặt thánh nhân không có khả năng lại bị tôn giả thánh nhân khác sử dụng cho nên trong lãnh địa của đế tộc tín dân đã phân phối xong chỉ có thể đưa mắt nhìn lãnh địa bên ngoài phật tộc mở rộng khắp nơi kỳ thật cũng là vì thu thập tín ngưỡng lực Đương nhiên, một nguyệt hoa tinh nho nhỏ cách tử vi đế tộc rất xa, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất ra nhiều khí lực, vừa đúng, cứu một lão tôn giả, từ đó giúp đối phương thu được lãnh thổ bị mất, từ đó cung cấp tín ngưỡng lực cho đế tộc. Ngược lại nha, cũng không cần đế tộc xuất lực, hơn nữa chỉ cần giúp lão tôn giả đè ép thương thế một chút, cũng không có tiêu hao cái gì. Các ngươi, các ngươi không sợ đế tộc tức giận sao? Lão tôn giả vừa vội vừa giận, hắn đã mang đế tộc ra, tại sao hầu ca còn không dừng tay? mà Lăng Hàn cũng không thuyết phục. Tại sao phải sợ, Lăng Hàn cười nói, câu hỏi này làm lão tôn giả cũng không biết trả lời thế nào. Các ngươi ngớ ngẩn sao, đây chính là đế tộc, là bá chủ thiên hạ, có ai không sợ. Các ngươi không sợ chết sao, nhưng mà, hầu ca công kích cuồng bạo mạnh hơn, dường như muốn đánh chết hắn tại chỗ. Phốc, 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 lão tôn giả không ngừng thổ huyết, vì bảo mệnh, hắn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên gia tăng chiến lực, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không phải đối thủ của Hầu Ca, hắn cực kỳ thê thảm. Tử vi đế tộc ít ngày nữa sẽ đến, các người đều phải chết. Lão tôn giả gào thét không cam lòng, hắn trở về báo thù, hiện tại thù đã báo hơn phân nửa nhưng hắn cũng góp cái mạng vào, cho nên hắn không cam tâm. Hắn không muốn chết, này, Hầu Ca hét lớn một tiếng, hắn gia tăng uy lực đánh ra một côn, hào quang vô tận lóe sáng, quy tắc thiên địa hưởng ứng. Bành, một côn đánh xuống, lão tôn giả không thể ngăn cản, hắn bị đánh thành thịt nát. Chương 4948, lại phát hiện tiên thiên linh bảo. Lão Tôn giả cũng là một cái tâm ma của Hầu ca, là kẻ đã trấn áp Hầu ca mấy ngàn năm. Hầu ca đã ăn ăn thua thiệt lớn như thế bao giờ? Nếu không phải lão Tôn giả còn cố kỵ đấu chiến thánh hoàng chưa chết, sợ vị thánh hoàng này đột nhiên trở về, phỏng trừng Hầu ca chưa có khả năng báo thù thì bị đánh chết rồi. Việc này cũng làm Hầu ca phẫn nộ, lão Tôn giả đã sớm chạy mất dạng, sau khi hầu ca thành tôn giả cũng không biết nên tìm ở chỗ nào lần này gặp phải thật sự không khác gì đi mòn gót sắt tìm không thấy vô tâm tìm kiếm lại gặp được không cần phải nói khẳng định sau khi lang hy và phù thiên hành trở về nói ra chuyện lão tôn giả xuất hiện hầu ca không nhịn được và xé rách không gian tới đây bọn họ cũng không có đặt lão tôn giả ở trong lòng chỉ là thực lực chuẩn tôn giả mà thôi cho lăng hàn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể mài chết không nhất định phải dựa vào năng lượng ngọc thạch chỉ là tử vi đế tộc sẽ phái người tới sao được rồi mặc kệ nó hiện tại nguyệt hoa tinh không có gì lưu luyến nữ nhi con rể đã rời đi trở lại thiên hải tinh lang hàn tiếp tục chỉ điểm mọi người tu luyện đám người đại hắc cầu đang chạy tới lang hàn tính toán hành động kế tiếp cũng bắt đầu hội hợp với bọn họ lang hàn chắc chắn sẽ không dùng tới tinh võng thường ra có thể khống chế tinh võng bọn họ không thể nói chuyện với nhau cho nên nếu hắn lên tinh võng chẳng khác gì nói với mọi người là hắn còn sống cơ hội khó được hắn vừa chế tạo ra cảnh chết giả hắn làm sao có thể cho phép người ta nhìn thấu mấy ngày sau đám người đại hắc cầu chạy tới bọn họ cũng không nhờ cửu sơn thánh nhân mang tới thật sự cho rằng thánh nhân có thể tùy ý sai khiến sao cho nên bọn họ đi ngang qua tốn thời gian thật dài lần này người từ trong nguyên thế giới đi ra đều quay lại các lão bằng hữu tề tụ một đường nói chuyện những năm qua cũng phải cảm khái vạn phần a à, hầu ca nhìn thấy bảy tiểu hoa nhi ánh mắt sáng lên Hầu ca, người phát hiện cái gì sao? Lăng Hàn biết rõ bảy tiểu hoa nhi không tầm thường, căn bản không cần tu luyện, thực lực liên tục tăng lên. Tiên Thiên Linh Bảo, Hầu ca nói, a, à, ngươi đang nói cái gì? Các nàng, lăng Hàn chỉ vào các tiểu hoa nhi. Bảy tiểu hoa nhi nhìn sang Hầu ca, không e ngại chút nào. Không sai, Hầu ca gật đầu. Thiên đạo thật sự thần kỳ. Lão tôn cho rằng Tiên Thiên Linh Bảo đều là loại hình hồ lô, không nghĩ tới lại biết hóa thành hình người. Chờ chút hầu ca nói không sai chút nào, bảy tiểu hoa nhi đều đều xuất hiện trong hồ lô. Lăng Hàn biểu lộ xấu hổ, kỳ thật sức sáng tạo của thiên đạo rất nghèo nàn, hiện tại bị hầu ca đoán chuẩn. Kỳ quái, dường như các nàng bị tổn thương, cho nên lại biến thành bản thể, từ đó dựng dục lần nữa. Hầu ca nói, bảy tiểu hoa nhi mờ mịt, vẻ mặt rất đáng yêu. Lăng Hàn rung động, nói, năm đó thiên hải tinh lớn hơn hiện tại rất nhiều, cấp bậc tinh thể cũng càng cao, đã từng có thánh nhân chú đóng, nhưng nơi này từng kết nối với âm phủ từng có đại lượng âm hồn xuất thế từ đó tạo thành thánh vẫn có lẽ các tiểu hoa nhi tham dự trận chiến đấu này kết quả bản thân trọng thương nên biến thành bản thể một lần nữa bị thiên địa tẩm bổ hầu ca gật đầu rất có khả năng như vậy không nghĩ tới đám tiểu hoa nhi còn có lai lịch như vậy mặc dù lăng hàn suy đoán cũng không nhất định chuẩn xác nhưng các nàng lại là tiên thiên linh bảo hoàn toàn cùng đẳng cấp với hạt châu trong tay hắn khó trách các nàng sinh ra đã có các loại thần thông À, cảnh giới của các nàng luôn luôn tương tự với mình, có phải các tiểu hoa nhi thừa nhận hắn, cho nên trong tối tăm có liên hệ với nhau. Tiên thiên linh bảo, cực hạn chính là thánh cấp, cho nên, chỉ cần hắn thành thánh, bảy tiểu hoa nhi sẽ thành thánh cấp. Thật châu bò, xuất hiện tám thánh nhân, trừ đế binh không nói, có đế tộc nào dám bước bách bọn họ. Nghĩ lại cũng cảm thấy rất chờ mong, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lang hàn mua một cái liên tiếp khí tinh võng, Trước đó hắn không dám kết nối tinh võng để tránh bị đối phương tra ra tin tức, hắn xem nơi nào có đấu giá hội siêu cấp. Trong tay hắn nắm giữ bảo dịch gia tăng sức sống rất mạnh, ách, nên gọi là cường hóa dịch đi, hắn dự định bán cho những lão tôn giả, lão giáo chủ huyết khí suy bại, đổi lấy tiên dược và bảo vật ẩn chứa tiên khí. Bảo vật chuyển hóa thành thực lực của mình, như vậy mới dùng hết tác dụng của nó. Thật có, có lẽ do lăng hàn, dương dịch hoàn đả kích lớn lên các thế hệ hoàng kim quá lớn, tất cả đại đế tộc quyết định gia tăng tinh lực bồi dưỡng thế hệ hoàng kim, cho nên bọn họ tổ chức một đấu giá hội cực lớn, mời người trong thiên hạ tham gia. Dùng danh nghĩa đế tộc tuyên bố, cuộc bán đấu giá này nhất định công bằng, công chính, tuyệt sẽ không thể có chuyện ẩn bên trong. Hơn nữa, cho dù ngươi là người tội ác tài trời, chỉ cần ngươi mang theo bảo vật tới tham gia, sẽ không có ai gây bất lợi cho ngươi. Tất cả đều chờ kết thúc đấu giá hội rồi nói sau. Nhìn thời gian, còn sớm, còn hơn một năm đấy không phải đế tộc không muốn làm sớm mà là tinh không quá lớn cho dù nhận được tin tức bọn họ chạy tới cần mất bao nhiêu thời gian dù tinh võng kết nối toàn tinh không nhưng mà trong bí cảnh vẫn chặt đứt tín hiệu tinh võng phải đợi người ta đi ra mới nhận được tin tức cho nên thiết lập kỳ hạn một năm chuẩn bị cũng đã là rất ngắn lăng hàn hưng phấn hắn muốn tham gia thịnh hội như thế đế tộc làm như vậy tương đương muốn dùng lực toàn bộ tinh không gia tăng thực lực cho thế hệ hoàng kim mau chóng đạp lên thánh vị cho nên lăng hàn đương nhiên cũng phải nắm chặt thời gian bằng không chờ thế hệ hoàng kim thành thánh khi đó rất phiền phức hắn thương lượng cùng hầu ca một chút hai người quyết định nửa năm sau sẽ rời đi đúng rồi lăng hàn nói tới chuyện phía trên đạo quả có xiềng xích màu đen quấn quanh cho hầu ca biết hầu ca chính là hậu đại của thánh hoàng bản thân lại là tôn giả kiến thức của hắn rất viên bác sau khi hầu ca nghe xong cũng khiếp sợ đây là cái quỷ gì cho lão tôn vào xem hầu ca nói một tiếng thân thể thu nhỏ và tiến vào thức hải của Lăng Hàn. Ách, người nói vào là vào, cũng không thương lượng với ta. Vạn nhất ta có bệnh thích sạch sẽ thì sao? Lăng Hàn nhổ nước bọt, sau đó ai thán, hắn bị tỉnh hạo nhiên ảnh hưởng không nhẹ. Một lát sau, Hầu Ca lại xuất hiện. Huynh đệ, Lão Tôn cũng không biết nói thế nào. Hầu Ca lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói. Nhưng chỉ sợ không phải một tin tức tốt. Nói thế nào? Lăng Hàn hỏi, siêng xích này dung lượng có hạn, nhưng đạo quả của ngươi không ngừng phát triển cho nên. Hầu ca ngừng lại, Lăng Hàn đã biết rõ, đạo quả trưởng thành, siềng xích không thay đổi, chỉ có hai khả năng, một, siềng xích bị căng nứt, hai, đạo quả bị trói buộc, không cách nào lại trưởng thành. Nhưng phải biết, siềng xích màu đen chính là thiên kiếp hình thành. Thời điểm Lăng Hàn đột phá, thiên kiếp động tính lớn như vậy nhưng không gây ra tổn thương cho hắn, cho nên, muốn nói siềng xích màu đen dễ dàng bị căng nứt, có đánh chết hắn cũng không tin. Trường 4949, người Bách Lý ra tới. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, muốn đột phá đến tứ cực cảnh, nhất định phải cho đạo quả trưởng thành đến cực hạn, từ đó hóa thành tứ cực trụ. Nếu bị xiềng xích màu đen vây khốn, đạo quả làm thế nào diễn hóa tứ cực? Lăng Hàn nhíu mày, hắn quá yêu nghiệt, nhưng lại không có phạm phải tội ác tài trời gì, cho nên, thiên đạo tăng thêm gông xiềng cho hắn, làm hắn vĩnh viễn vây ở giáo chủ sao? Đây chính là thiên địa trói buộc, Lăng Hàn chỉ bị quấy nhiễu một chút, hắn lập tức kiên định tín niệm. Thiên địa gông xiềng thì như thế nào, ta nhất định có thể đánh vỡ. Hơn nữa, ta đánh vỡ thiên địa trói buộc thành tựu tôn giả, tất nhiên sẽ mạnh hơn tôn giả vô số lần. Thậm chí, sau khi hắn thành tôn giả, hắn còn trâu bò hơn cả khi ở cảnh giới giáo chủ, năng lực chiến đấu vượt cấp mạnh hơn. Hắn rất mong đợi, đánh nhau với thiên địa chính là việc vui hiếm có. Bởi vì cường giả giáo chủ của ảnh Nguyệt Hoàng Triều bị giết nhiều như thế, đây chính là thời điểm thực lực suy yếu nhất, đối mặt cơ hội tốt như vậy, dù cho Trần Phong Viêm không nghĩ mượn lực của Hầu Ca thì hắn cũng không bỏ qua. Hắn cầm vũ khí nổi dậy, xuất lĩnh Thiên Hải Tinh độc lập, cũng nhân cơ hội thu Nguyệt Hoa Tinh vào dưới trướng. Ở mấy vạn năm trước đó, Thiên Hải Tinh phụ thuộc vào Nguyệt Hoa Tinh, tình huống bây giờ đã ngược lại, từ đó Trần Phong Viêm vô cùng sảng khoái. Đây là tâm nguyện cũng là dã tâm của Trần gia bọn họ. Thu nạp tinh cầu phụ thuộc, việc này có rất nhiều việc phát sinh, Trần Phong Viêm bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi tự nhiên cũng không đoái hoài tới việc đi thỉnh an hầu ca. Trang lên giữa trời, Trần Phong Viêm còn đang phê duyệt tấu trương, Nguyệt Hoa Tinh có nhiều việc rối tinh rối mù, dính đến rất nhiều thế lực lợi ích tranh chấp, hắn nhất định phải xử lý cẩn thận. Mặc dù thực lực của hắn đủ để chân áp, nhưng thống trị một tinh cầu không thể dựa vào một người, nhất định phải có rất nhiều người hỗ trợ, cho nên hắn nhất định phải xử lý tốt cân bằng trong đó. Cái gọi là thuật đế vương, đại khái chính là như thế. Hả, đột nhiên Trần Phong Viêm ngẩng đầu lên, chẳng biết từ khi nào trong cung điện có thêm hai người ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là hầu ca cùng lăng hàn nhưng vừa nhìn lên thì không đúng hắn nghe rằng đây là có chuyện gì hắn vừa mới đột phá giáo chủ hắn có thực lực mạnh nhất trong mấy tinh vực lân cận hắn vốn tưởng rằng có thể tiếu ngạo thiên hạ một hồi không nghĩ tới trước có hầu ca và lăng hàn sau có hai người kia các ngươi đến đả kích ta sao các ngươi người nào trần phong viêm từ tốn nói hắn không hề sợ hãi đây là khí phách nên có của đế vương cũng bởi vì Hầu Ca và Lăng Hàn đều ở trên thiên hải tinh, có rất nhiều việc xảy ra, cho nên có thể nhanh chóng tới trợ giúp. Đột nhiên tới hai người, nhìn qua là trung niên hơn 40 tuổi, nhưng phát ra khí thức vô cùng khủng bố, không có người nào yếu hơn Trần Phong Viêm. Đều là giáo chủ, nam tử mặc cầm bào màu đỏ nói, ngươi chính là Trần Phong Viêm, ngươi quá ngạo mạn, Trần Phong Viêm áp chế lửa giận trong lòng, hắn phất tay cho hộ vệ lui ra, bọn họ xông lên cũng chịu chết mà thôi. Chính là chấm đúng ngươi thì tốt rồi. Nam tử mặc cầm bào màu đỏ nói, ta tên là Bách Lý Xuyên, đến từ tử vi đế tộc. Đế tộc, Trần Phong viêm sướng sờ, đừng nói hắn, cho dù đại lão thánh địa nghe được hai chữ đế tộc cũng phải động dung. Trải qua thời gian dài, hai chữ đế tộc đã đại biểu cho quyền uy của thiên địa, được công nhận là thế lực tối cường, siêu nhiên cao hơn tất cả. Năm tháng có thể làm bất cứ thế lực nào suy sụp, duy chỉ có đế tộc ngoại lệ. Bọn họ giống như không thuộc về thế giới này, bọn họ cao cao tại thượng, cúi nhìn thế gian hưng suy. Mặc dù trong nội tâm Trần Phong Viêm rất tức giận nhưng hắn áp chế vài phần, nói Hai vị tìm chấm, cần làm chuyện gì? Một tên nam tử mặc trang phục màu xanh lá phát tay với Trần Phong Viêm. Hiện tại là chúng ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được rồi. Thái độ này quá phách lối, quá khinh bỉ. Trần Phong Viêm lúc này muốn nổi giận, nhưng nhớ tới bối cảnh của hai người này thì áp chế lại. Đế tộc, đây là quái vật khổng lồ. Hắn hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa. Bách Lý Xuyên không có đặt bất mãn của Trần Phong Viêm trong lòng, đế tộc hành sự, cần để ý tới người khác cảm thụ sao. Bọn họ là thần long trên chín tầng trời, những kẻ tầm thường chỉ có thể ngưỡng vọng bọn họ. Hiện tại, bọn họ chịu tự hạ thấp địa vị, Trần Phong Viêm nên mang ơn, vinh quang cả đời. Nguyệt Hoa Tinh bị tử vi đế tộc ta nhìn chúng, người không hỏi mà lấy, đây là đại bất kính. Hắn thản nhiên nói, nhưng nếu như ván đã đóng thuyền, ta cũng lười quan tâm như vậy đi chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời hoàng đế do ngươi làm ngươi cần dẫn dắt con dân thờ phụng tộc vị trường bối này của ta hắn lấy ra chân dung và ném cho trần phong viêm đây là dương bình tôn giả của tộc ta hắn sắp sung kích thánh vị cần các ngươi cung cấp tin ngưỡng lực trần phong viêm không chút do dự lắc đầu không có khả năng mặc dù hầu ca không có yêu cầu nhưng trần phong viêm đã quyết định muốn bách tín hắn quản lý thờ phụng hầu ca cung cấp tín ngưỡng lực cho hầu ca dù hầu ca xung kích thánh vị không cần ngoại lực nhưng sau khi thành thánh thì sao tín ngưỡng lực có thể tăng cường chiến lực của thánh nhân cũng có thể cứu mạng vào một ít thời điểm cho nên hắn nhất định phải lưu lại thủ đoạn vì hầu ca trần phong viêm cự tuyệt làm hai người bách lý xuyên sững sờ a à, bọn họ không phải tới đây thông báo sao sau đó bọn họ chỉ cần chỉ điểm trần phong viêm làm thế nào thành lập thánh miếu làm thế nào tiến hành nghi thức tín ngưỡng là xong thế mà bị cự tuyệt trần phong viêm ngươi lặp lại lần nữa Nam tử mặc trang phục màu xanh lên tiếng, trên mặt còn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. Hắn gọi là Bách Lý Nghĩa, Trần Phong Viêm nói ra chữ không, tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nếu đã quyết định vạch mặt, hắn tự nhiên sẽ không cần quan tâm tới. Các ngươi có thể rời đi, Trần Phong Viêm, Bách Lý Xuyên quát lớn, cho rằng hắn là ăn mày hay sao, phất tay là muốn đuổi bọn họ. Trần Phong Viêm tức giận nói, tự tiện xông vào hoàng cung của chấm, chấm còn không tính sổ với các ngươi, các người còn muốn hùng hổ dọa người hay sao? Ha ha, chỉ là một tên thổ hoàng đế. Bách Lý Nghĩa cười lạnh. Tốt, ta sẽ giết ngươi, lại lập tân hoàng là được rồi. Cũng không tin mỗi người đều ngu xuẩn mất khôn như ngươi. Hắn xuất thủ tấn công Trần Phong Viêm. Hừ, lên trời đánh một trận. Trần Phong Viêm không có đón đỡ, hắn bay thẳng lên trời. Giáo chủ khai chiến, lực phá hoại quá lớn. Hai người Bách Lý xuyên nhìn nhau, sau đó cũng lao lên cao. Trần Phong Viêm chỉ mới vào cấp giáo chủ mà bọn họ một người tứ tinh, một người lục tinh, đừng nói xuất thân đế tộc, cho dù là giáo chủ bình thường, mặc cho ai xuất thủ cũng có thể trấn áp Trần Phong Viêm. Oanh, bọn họ tiến vào tinh không xa xôi, sau đó Bách Lý Nghĩa xuất thủ lần nữa, hắn bắt lấy Trần Phong Viêm. Giáo chủ nhất tinh nho nhỏ, ta dùng một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi. Chương 4950, giả mạo danh tiếng người chết. Bách Lý Nghĩa cũng không phải khoác lác, hắn là giáo chủ tứ tinh, lại nắm giữ đế thuật, mặc dù không có tu luyện đế kinh, nhưng chiến lược lại vượt xa giáo chủ tứ tinh bình thường. Quy tắc bị đế thuật khống chế sẽ phát huy ra uy lực trăm phần trăm thậm chí hai trăm phần trăm. Oanh, 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 chỉ qua mấy chiêu mà thôi, Trần Phong Viêm đã lâm vào hạ phong toàn diện, hắn không thể chống cự, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng mà, Trần Phong Viêm cũng không bối rối, thậm chí hắn không khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, cường viện đã xuất hiện. Mặc dù thực lực của người yếu đến rối tinh rối mù, nhưng phần chấn định này của ngươi lại làm ta bội phục. Bách Lý Nghĩa nói, mặc dù nói là bội phục, nhưng hắn trên mặt hắn vẫn mang theo uy thế cao cao tại thượng. A, à, có lẽ hắn ngu xuẩn mất khôn. Bách Lý Xuyên lắc đầu, tranh thủ thời gian giết hắn, chúng ta mau chóng tìm kiếm người đại diện, tránh bị lão tổ trách phạt. Tốt, Bách Lý Nghĩa tăng cường thế công, dầm dầm dầm, công kích đánh xuống như mưa. Trần Phong Viêm muốn tránh cũng khó khăn. Phốc phốc phốc, trên thân Trần Phong Viêm xuất hiện máu tươi như mưa đối thủ quá mạnh, hắn không thể chống đỡ được. Thời gian dài, Trần Phong Viêm cũng lo sợ, khốn kiếp, chẳng lẽ hầu ca cùng Lăng Hàn đều đi ra ngoài. Nếu hắn trọi cứng, chẳng phải hắn sẽ chết, vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa xuất hiện, Trần Phong Viêm bắt đầu luống cuống, thực sự không có người hay sao. Khốn kiếp, hắn quyết định chạy đi, ha ha, bây giờ mới biết sợ hãi. Bách Lý Nghĩa cười lạnh, đã muộn, hắn xuất một trường che khuất bầu trời, hắn muốn bóp nát Trần Phong Viêm. Một kích này, trần phong viêm muốn tránh cũng không được vào lúc trần phong viêm tuyệt vọng phốc một đạo hào quang đánh nát bàn tay của bách lý nghĩa từ đó trần phong viêm cũng thoát chết có phải cảm thấy tuyệt vọng hay không lăng hàn xuất hiện hắn cười hỏi trần phong viêm mẹ nó trần phong viêm im lặng lăng hàn cố ý lăng hàn khẳng định đang ở gần nhưng chờ hắn không chịu nổi mới xuất thủ có kẻ nào hãm hại tiểu bối như vậy sao ân bách lý nghĩa nhìn chằm chằm vào lăng hàn trên mặt hắn có kinh ngạc không phải huyền Bắc Quốc chỉ có một tên giáo chủ hay sao, tại sao đột nhiên xuất hiện một người? Ngươi là ai? Hắn hỏi, ngao ngao ngao, đó là lăng gia của ngươi nhà. Đại Hắc Cầu xuất hiện, vẻ mặt của nó vô cùng đê tiện, sau đó chỉ chỉ chính mình. Đây là cầu gia cua nhà ngươi, ta là Long Gia, Tiểu Thanh Long cũng xuất hiện, òm ọp, sắc chư cũng tham dự, nó chỉ kêu hai tiếng biểu hiện có mình tham dự. Biểu hiện không tốt, làm lại lần nữa, Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long lập tức quyền đấm cước đá, đánh sắc trừ một trận. Cái mũi sắc trừ biến thành màu xanh, hiện tại đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đều là hóa linh chân quân, thực lực không kém gì nó, phòng ngự da dày của nó không có tác dụng quá lớn. Chư ra ở đây, nó cũng lên tiếng, một đám hỗn đản, nó đang tán muội muội. Tại sao các ngươi nhất định phải mang ta theo? Hai người bách lý nghĩa ngây người, mấy người các ngươi đều là hóa linh chân quân, các ngươi kêu là cái gì? Bọn họ tập trung ánh mắt lên người lăng hàn, bọn họ cảm thấy tổ hợp này như từng quen biết có cần nhắc nhở một chút hay không? Lăng Hàn cười nói, hư, chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện của tộc ta, không ai có thể cứu ngươi. Bách Lý Nghĩa lạnh lùng nói ra, hắn trực tiếp xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Lần này, hắn cẩn thận không ít, dù sao Lăng Hàn dùng một quyền đã phá vỡ công kích của hắn, không thể khinh thường. Lăng Hàn không quan trọng, hắn tùy ý chống đỡ. Oanh, 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 từ tràng diện mà nhìn, Bách Lý Nghĩa chiếm hết thượng phong, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng mặc dù lăng hàn chỉ phòng thủ nhưng lực lượng cực kỳ hùng hậu chỉ lực phản chấn cũng làm thân thể của hắn run rẩy phải biết sau khi bước vào giáo chủ tác dụng của lực lượng giảm đi rất nhiều quy tắc mới là vương đạo cho nên lực phản chấn chỉ làm toàn thân hắn run rẩy dữ dội lực lượng của lăng hàn mạnh bao nhiêu vượt qua hắn bao nhiêu mới có thể làm được tại sao có thể có tiểu thừa cảnh biến thái như thế ngươi là ai bách lý nghĩa quát lớn được rồi thấy người thành tâm muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Lăng Hàn cười một tiếng, ta là Lăng Hàn, ha ha, Bách Lý Nghĩa cười lạnh, hắn không tin tưởng, đây là trò cười lớn, người nào không biết Lăng Hàn đã bị ly hỏa thánh nhân đánh chết rồi. Lúc đó có không ít thánh nhân xuất hiện, tất cả đều thấy rõ ràng, một kích kia giáng xuống, Lăng Hàn không xé rách không gian chạy đi, hắn bị nghiền thành cặn bã. Thử hỏi, đón đỡ một kích của thánh nhân, có giáo chủ nào không chết? Không nói giáo chủ, đổi thành tôn giả cũng chỉ có con đường chết cho nên lăng hàn tuyệt đối đã chết chết đến mức không thể chết thêm lần nữa người trẻ tuổi người nghĩ thành danh cũng không cần giả mạo một người đã chết lăng hàn sững sờ a à, hắn ăn ngay nói thật nhưng không ai tin tưởng hắn còn cần ngụy trang cọng lông trực tiếp dùng chân diện mục bày ra là được rồi ngược lại người khác cũng cho rằng hắn giả mạo lăng hàn lăng hàn lắc đầu không tin cũng được ta cũng lời giải thích lại nói các ngươi sắp biến thành thi thể không cần thiết lãng phí miệng lưới của ta ha ha ngươi lấy đâu ra tự tin như thế bách lý nghĩa cười to mặc dù hắn về mặt sức mạnh không bằng lăng hàn nhưng ở phương diện quy tắc hắn không thua hơn nữa cho dù hắn không địch lại chẳng phải còn có bách lý xuyên hay sao hắn phát động đế thuật tăng cường công kích muốn đánh chết lăng hàn tại chỗ lăng hàn cũng mất kiên trì hắn lập tức phản kích hắn không cần vận dụng bí thuật gì chỉ tiện tay mà đi nhưng hắn đã đi ra võ đạo của bản thân hắn ra tay đều là diệu chiêu, nếu không phải giới hạn ở cảnh giới, mỗi chiêu của hắn đều là đế thuật. Bách Lý Nghĩa làm sao có thể cản được, chỉ hai ba chiêu mà thôi, hắn đã bị áp chế hoàn toàn, tranh lệch làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ta đến, Bách Lý Xuyên ngồi không yên, thế yếu quá rõ ràng. Trần Phong Viêm lại cảm khái, thực lực lăng hàn thật sự khủng bố, mặc dù tranh lệch hai tiểu cảnh giới nhưng hắn tự mình hiểu lấy, cho dù hắn là giáo chủ tam tinh, đối mặt với Bách Lý Nghĩa cũng chỉ bại trận. Không đợi Bách Lý Nghĩa rời khỏi chiến đoàn, Bách Lý Xuyên đã giết tới, hắn oanh kích Lăng Hàn. Cho dù dùng hai đánh một, có ai dám nói xấu đế tộc. Oanh, thực lực lục tinh bộc phát, hắn đánh một kích có tám đạo quy tắc ông ánh. Lợi hải, Trần Phong Viêm nói thầm trong lòng, nếu đổi lại thành hắn, bị đánh chúng sẽ chết. Tám đạo quy tắc, Lăng Hàn lắc đầu, ta ghét nhất người không tuân quy củ. Hắn tiện tay xuất ra một quyền tấn công Bách Lý Xuyên. Bành, một kích qua đi, thân thể của Bách Lý Xuyên sụp đổ. Cái, cái gì, Trần Phong Viêm, Bách Lý Nghĩa trợn mắt há hốc mồm. Ui ui ui, chuyện này không hợp lý, đây chính là giáo chủ lục tinh đấy, lại có chiếm lược tám đạo quy tắc, tại sao lại bị miểu sát. chương 4951, đế tử thất bại. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Bách Lý Nghĩa cũng quên xuất thủ. Lang Hàn cười cười, a à, làm gì không đánh, xuất thủ đi, thất thần làm gì, xuất thủ em gái ngươi, Ta chỉ là giáo chủ tứ tinh, chiến lực cũng chỉ có ngũ tinh, ta còn kém xa Bách Lý Xuyên đấy. Người đang chơi ta sao? Mặc dù vừa rồi hắn lâm vào hạ phong, nhưng cảm giác chênh lệch chỉ có một chút, làm sao có thể ngờ Bách Lý Xuyên lại bị một quyền miểu sát. Bách Lý Nghĩa run rẩy, thế mới biết Lăng Hàn vừa nói một cỗ thi thể không phải là cuồng ngôn, mà là đối phương thực sự có thực lực khủng bố như thế. Nhưng hắn không nghĩ ra được, Lăng Hàn quá trẻ tuổi, tại sao thiên hạ có giáo chủ trẻ tuổi như thế? ngươi là dương dịch hoàn hay là vạn đạo hắn liên tục suy đoán hay là hà la thủy nhất phá thiên lăng hàn thở dài nói đều nói với ngươi rồi ta là lăng hàn lăng hàn bách lý nghĩa vô cùng bi phẫn hắn đã sắp chết đối phương vẫn đùa dẫn hắn không chịu báo lên thân phận chân thật còn muốn hắn làm quỷ chết oan ngươi khinh người quá đáng hắn quát lăng hàn cũng ủy khuất ta nói thật nhưng không ai tin tức chết ta rồi hắn quát lớn hắn xuất quyền đánh bách lý nghĩa thành thịt vụn. Đại hắc cẩu, tiểu thanh long cười to, hiếm khi nhìn thấy lăng hàn dùng phương thức như vậy phát thiết lửa giận. Trần Phong viêm nhe răng, hắn đánh giá lăng hàn đủ cao, nhưng vẫn là không nghĩ tới, thực lực lăng hàn mạnh đến mức này. Hắn chỉ là giáo chủ tam tinh, làm sao có thể miểu sát bách lý xuyên là giáo chủ lục tinh chứ? Trời ạ, à, chiến lực cực hạn của lăng hàn mạnh đến mức nào? Tiểu hàn tử, không nghĩ tới đúng không? Đại hắc cẩu vỗ vai lăng hàn nén bi thương nén bi thương, ai bảo ngươi đạo diễn bản thân tử vong làm gì. Đúng vậy, ngay cả thánh nhân cũng mở miệng xác nhận, ngươi đã là người chết, cho dù ngươi nói với toàn thế giới là mình không chết, cũng không có người tin tưởng. Tiểu Thanh Long cũng bỏ đá xuống giếng, đúng thế, sắc chư hừ hừ, gật đầu không thôi, lang hàn cảm thán, cho dù hắn tuyên bố công khai mình không chết, nhưng đế tộc vì duy trì tôn nghiêm của thánh nhân khẳng định sẽ đứng ra làm sáng tỏ thân phận giả mạo của hắn, sau đó xuất động cao thủ giết hắn. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi thực lực của hắn cường đại đến mức không sợ thánh nhân truy sát, toàn thế giới mới tin tưởng Lăng Hàn thực sự không chết. Người giết người đế tộc, tin tưởng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Phong Viêm nói, Lăng Hàn gật đầu, hắn biết Tử Vi đế tộc sẽ xuất động cường giả tới, có lẽ sẽ là tôn giả. Nhưng mà, trước đó hắn lại không thể không ra tay, chẳng lẽ muốn hắn trơ mắt nhìn Trần Phong Viêm chết đi sao? Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đám người quay về thiên hải tinh, nên tu luyện thì tu luyện, nên vui đùa thì vui đùa, nếu tránh không khỏi thì thản nhiên đối mặt, có cái gì cần phải lo lắng. Quả nhiên, hai tên giáo chủ vẫn lạc đã chọc tử vi đế tộc giận dữ. Đã bao nhiêu năm, lại có người khiêu khích quyền uy của đế tộc. Nếu không phải Lăng Hàn đã chết, bọn họ đã hoài nghi hung thủ là Lăng Hàn. Lăng Hàn, bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải tìm hung thủ và đòi công lý, lấy lại uy danh của đế tộc. Người khắp thiên hạ đều biết, đế tộc không được đụng vào ai đụng ai chết cho nên tử vi đế tộc không thể phá tiền lệ này nhưng chỉ chết mất hai tên giáo chủ đương nhiên không có khả năng xuất động thánh nhân tôn giả là đủ hơn nữa bọn họ xuất động chính là ai đế tử thiên thế hệ hoàng kim dù sao cũng là tôn giả nhị tinh cũng đủ để quét ngang bát hoang không qua mấy ngày đế tử thiên đã giết tới hắn giá lâm không trung thiên hải tinh hắn phóng thích sát cơ đáng sợ bao phủ tinh cầu với thực lực của hắn hoàn toàn có thể đánh nổ thiên hải tinh hơn nữa hắn đứng trong tinh không cho dù tinh cầu nổ tung hắn vẫn thong dong tránh được nhưng đế tộc muốn tín ngưỡng lực tự nhiên không có khả năng phá hư như thế cho nên hắn trực tiếp dùng sát ý thăm dò từ đó muốn hung thủ lộ mặt cốt ai ngờ hung thủ trong tưởng tượng của hắn không thất kinh cũng không xé mở hư không đào vong chỉ có một chữ cút bá đạo từ thiên hải tinh truyền ra ngoài giọng nói này ra chỉ lực lượng kinh khủng cũng nhanh như ánh sáng truyền vào tinh không đế tử thiên xứng sở đã cảm ứng được khí thức của hắn còn dám làm càn như vậy nhưng hắn là thế hệ hoàng kim a càng là tôn giả nhị tinh có thể nói có thể ổn định đè hắn phỏng chừng bình thường tôn giả cửu tinh cũng không cách nào làm đến chỉ có thể xuất động thánh nhân nhưng khi hôm nay xuống bao nhiêu thánh nhân lại có cái nào sẽ xuất hiện trên thiên hải tinh càng mấu chốt chính là lại có cái nào thánh nhân biết không nể mặt đế tộc các hạ là người nào đế tử thiên lạnh lùng nói hắn không có hành động thiếu suy nghĩ đối phương quát lớn đã làm cho hắn hiểu ra cường giả bí ẩn chính là tôn giả khó trách hai người bách lý xuyên có đi không về hư bảo ngươi cút không cút nhất định cần lão tôn xuất thủ sao soát một bóng người lướt ra khỏi thiên hải tinh tốc độ nhanh đến kinh người mơ hồ có thể thấy được đôi cánh hỏa diễm phượng dực thiên tường hầu ca tay cầm côn sắt miệt thị nhìn đế tử thiên loại khinh cuồng này giống như đại đế xuất thế cũng đừng hòng làm hắn khom lưng là ngươi đế tử thiên khiếp sợ hắn làm sao không nhận ra hầu ca. Hắn bình sinh đánh nhau cùng cấp thảm bại chính là nhờ hầu ca ban tặc, lúc ấy hắn và Lâm Hiên, đế tử Minh liên thủ nhưng không phải đối thủ của hầu ca, từ đó làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Hiện tại gặp lại hầu ca, khí thế của hắn yếu đi cỡ nào? Khốn kiếp, tại sao hầu ca xuất hiện ở đây? Cút, hầu ca táo bạo, không nói hai lời trực tiếp vung côn đánh tới. Đây chính là tính cách của hầu ca, có thể động thủ sẽ không cần động não. Đế tử thiên chống đỡ, nhưng thiên phú hầu ca cũng không yếu hơn hắn hơn nữa hầu ca chính là tôn giả tam tinh có thêm ưu thế một tinh từ đó tranh lệch càng lớn lại nói thậm chí hầu ca còn có một kiện binh khí làm từ thánh liệu thứ này đùa giỡn hay sao liên tục bị đánh đế tử thiên không có sức hoàn thủ hầu tử người giết người đế tộc chuyện này không xong đâu đế tử thiên bỏ lại câu nói này hắn bắt đầu đào vong hầu ca tức giận đuổi theo phượng dực thiên tường phát động tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả đế tử thiên liên tiếp đánh giết gần như vượt qua một nửa tinh không đế tử thiên cũng chỉ hơi kém hơn hầu ca một chút bằng không hắn đã bị đánh chết cuối cùng đế tử thiên vẫn còn sống trốn về tử vi đế tộc nhưng bởi như vậy tiếp theo tử vi đế tộc sẽ xuất động thánh nhân lúc này cho dù mời lão gia tử đi ra phỏng chừng bách lý ra cũng sẽ không đình chiến lang hàn nhíu mày mặc dù bọn họ cũng có thánh nhân nhưng cửu sơn thánh nhân chỉ là nhất tinh hơn nữa sở dĩ đế tộc bá đạo cường thế là vì bọn họ nắm giữ đế binh. Làm sao phá giải cục diện này? chương 4952, Á Hòa Tinh. Đế tộc, thế lực tối cường trong thiên hạ, đây không phải lời nói cho có. Nếu như Lăng Hàn, hầu ca chỉ có một người, bọn họ không sợ, đánh không lại chạy là được rồi, về sau ngóc đầu trở lại, sẽ có nhiều cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ, còn liên quan tới một hoàng triều, đối kháng chính diện, bọn họ làm sao là đối thủ của đế tộc. Đây là dùng trứng gà nện tảng đá, đụng vào sẽ nát. Cho nên, chỉ có thể nhường thiên hải tinh. Không có cách, quái vật khổng lồ như đế tộc xem trọng tinh cầu nào đó, trừ khi là một đế tộc khác, nếu không có thế lực nào dám đối kháng chính diện. Rút lui, không chỉ người của Lăng Hàn, người Trần gia cũng rút lui. Hai tên giáo chủ của Bách Lý gia chết ở chỗ này, làm chủ nhân nơi đây, Trần Phong Viêm không thể không liên quan, lại nói, đế tộc bá đạo cỡ nào, không tìm được hung thủ, vậy khẳng định sẽ tìm người khai đao. Thế là, Trần Phong Viêm ngồi vào vị trí bá chủ Hoàng Triều chưa ấm chỗ, hắn đã bị ép rời nhà lưu vong dị vực. Hắn vẫn còn tốt, biết rõ chỉ cần có hầu ca cùng lăng hàn, sớm muộn gì có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ hắn chỉ tiếc núi công sức của các tiền bối đổ máu vì thiên hải tinh, nhưng những hoàng tử kia lại khó chịu. Là thực sự khó chịu, bọn họ đã trở thành nhị thế tổ của Hoàng Triều, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn phải chán nản tha hương, bọn họ làm sao chịu được. Nhất là, khi bọn họ biết rõ một trong các thủ phạm là Lăng Hàn. Khốn kiếp, lại là gia hỏa này. Nhưng bọn họ cũng biết, Lăng Hàn chẳng những là trưởng bối của Trần Phong Viêm, càng là giáo chủ tam tinh, cảnh giới cao hơn lão tử bọn họ nhiều. Chịu không được thì thế nào, chỉ có thể nhịn. Đồng thời, bọn họ cũng hiếu kỳ, Lăng Hàn tu luyện như thế nào, rõ ràng mọi người tuổi tác không chênh lệch nhiều, tại sao tu vi lại kém xa vạn dặm? Lăng Hàn cũng sẽ không để ý những tiểu nhân vật phản ứng, hắn tổ kiến trận pháp, cũng không dùng truyền tống trận nơi này, tránh bị đế tộc kiểm tra và đuổi theo. Đại quy mô di chuyển, đương nhiên, Lăng Hàn, Hầu Ca, Trần Phong Viêm lưu thủ, bọn họ là nhóm rút lui sau cùng. Mọi người liên tục vượt qua tinh vực, đi từ Bắc Thiên vực tiến vào Đông Thiên vực, sau đó lần di chuyển này mới kết thúc. Cũng không lâu lắm, Thánh Huy Kinh khủng giáng lâm, thánh nhân tử vi đế tộc tới. Đây là lực lượng không thể ngăn cản, ba người Lăng Hàn sử dụng truyền tống trận rút lui, chỉ cần chậm một chút thánh nhân sử dụng pháp lực giam cầm không gian, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Xuyên thẳng qua tinh không, bọn họ cũng tới nơi hội hợp. Trần Phong Viêm làm hoàng đế nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ nên an bài thế nào, chuyện này không cần lăng hàn cùng hầu ca bận tâm. Tính toán thời gian, khoảng cách đế tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội còn 8 tháng. Vẫn còn sớm, chẳng qua có thể đi tham gia náo nhiệt trước tiên. Bọn họ quyết định xuất phát, vì giảm nhỏ mục tiêu, lần này chỉ có lăng hàn cùng hầu ca rời đi. Việc này làm đám người đại hắc cầu thất vọng, chuyện chơi vui như thế, bọn họ cũng nghĩ tham gia náo nhiệt. Lăng Hàn không có chú ý tới, mỗi ngày mấy tên này thì thầm với nhau, cũng không biết đang có kế hoạch gì. Hầu ca xé mở không gian, mang theo Lăng Hàn xuất phát. Tôn giả xuất thủ, tốc độ nhanh hơn truyền tống trận nhiều, hơn nữa, trong hư không, Hầu ca cũng có thể vận chuyển phượng dực thiên tường, tốc độ còn nhanh hơn. Chỉ qua 9 ngày mà thôi, bọn họ đã đi tới Á Hòa Tinh. Đây là nơi cử hành đấu giá hội, Á à, hòa tinh là dược tinh nổi danh, thừa thải đủ loại tiên dược, mà tu hành võ đạo, tiên dược là tài nguyên cực kỳ chân quý, bởi vậy, đấu giá hội sẽ cử hành tại đây cũng có đạo lý của nó. Mặc dù đấu giá hội còn có 8 tháng, nhưng rất nhiều người tới sớm, hơn nữa cảnh giới cao thấp không giống nhau, yếu một chút chỉ có chút cơ, vừa mới bước lên tiên đồ, mạnh thì có giáo chủ, có tóc bạc trắng xóa, đều là lão giáo chủ khí huyết suy bại. Đế tộc liên hợp lệnh cấm đã có hiệu lực, trước và sau 2 năm tổ chức đấu giá hội, nơi này nghiêm cấm phát sinh tranh đấu, nếu không chính là công địch của đế tộc. Chính vì vậy, trên Á Hòa Tinh không có việc khi nam phách nữ, có thể thấy được lực uy hiếp của đế tộc kinh người đến cỡ nào. Mặc dù đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng bây giờ đã có vô số người bày quầy bán hàng, những lão giáo chủ khí huyết suy bại đi khắp nơi cầu thuyết, hy vọng có thể đạt được thiên tài địa bảo kéo dài, tăng cường khí huyết. Lang Hàn cũng không có vội vã xuất thủ, cường hóa dịch quá quý giá, khẳng định sẽ bị lão giáo chủ, lão tôn giả tranh cướp điên cuồng, thậm chí thánh nhân cũng có thể sẽ ra tay cho nên chỉ có lưu lại đấu giá mới có cái giá cao nhất nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi hắn đi khắp nơi du lịch dự định thử thời vận xem có thể tìm được thứ lọt mắt hay không hắn có tu vi quá cao tiên dược có thể trợ giúp hắn ít tới thương cảm chẳng những không có người biết sinh trưởng ở chỗ nào cho dù may mắn gặp được hoàn cảnh bốn phía cực kỳ hiểm ác không dễ hái cho nên sau khi đi dạo mấy ngày lăng hàn không có thu hoạch lăng hàn tức giận bản thân hắn có khí vận chân long, tại sao vận khí lại kém như thế? Nhưng mà, một tháng, hai tháng, ba tháng, hắn không có gặp vận khí tốt. Ngẫm lại cũng bình thường, bảo vật cấp giáo chủ thập chí cao cấp hơn, có ai mang ra bán chứ? Khẳng định sẽ lưu đến thời điểm đấu giá hội, mọi người tranh đoạt, khi đó mới có thể nhận được cái giá vừa ý. Nếu hiện tại Lăng Hàn có thể đạt được bảo vật như thế, vậy khẳng định là người khác mắt bị mù, tỷ lệ quá nhỏ. Mắt thấy đấu giá hội càng ngày càng gần, hắn thu hồi tâm tư nhặt chỗ tốt. Hay chờ một chút, còn một tháng nữa mới tới ngày đấu giá hội bắt đầu, người đến Á hòa tinh tăng nhiều, hơn nữa đều có địa vị cực lớn. Chẳng những thế hệ trẻ tuổi tới, thế hệ trước cũng đến không ít, có chút làm chỗ dựa cho hậu bối, có chút vì mình mà tới, vạn nhất được cái gì thiên tài địa bảo kinh người, tu vi của mình sẽ có đột phá, đây chính là việc các võ giả thường làm. Thế là, hiện tại lưu hành nhất chính là bàn tán xem ai xuất hiện. Thế hệ hoàng kim bên đế tử minh đến, T, đây chính là tôn giả đấy lão tổ tông nhà ta kẹt ở giáo chủ cửu tinh đỉnh phong hơn một vạn năm không có đột phá mắt thấy thọ nguyên sắp khô cạn nhưng người ta chỉ hơn trăm tuổi cũng đã bước vào tôn giả so sánh với nhau tranh lệch quá lớn ha ha người ta là đế tử ai có thể so a đế nữ tuyệt đến thật sự xinh đẹp nếu nàng nguyện ý trước người tuyệt sắc bảng sẽ có chỗ của nàng t người nào có sát khí lớn như thế trời chỗ hắn đi qua người đi đường đều ngã xuống Mọi người chấn kinh, từng nhóm thiên tài trẻ tuổi xuất hiện, có chút thật sự khủng bố, khí tượng quá kinh người. Trường 4953, Ngũ Nguyệt, Á Hòa Tinh, nhân tài hội tụ, có ít người đến vì đấu giá hội, có ít người lại đến vì nổi danh, hiện tại nơi này hội tụ bao nhiêu thiên tài, chỉ cần có thể trổ hết tài năng sẽ vang danh thiên hạ. Đúng vậy, đế tộc lập xuống quy củ, không cho phép tranh đấu, nhưng nơi này người nhiều như thế, có thể không ma sát hay mồm mép hay sao? Liền kìm nén sao? Không phải, nơi này có võ trường giải quyết tự oán ở chỗ này có thể tùy ý chiến đấu thậm chí giết chóc đế tộc sẽ không xuất thủ ngăn cản sợ thua hoặc sợ chết thì không đi đấu võ trường không có người nào có thể bức bách rất nhiều người lăng hàn trước đó chưa chừng nghe nói đã chạy ra rõ ràng không có danh tiếng gì lại nắm giữ thực lực cường đại thông qua từng trận quyết đấu mà nắm giữ thanh danh vang dội nhưng loại thiên tài này cũng chỉ giới hạn ở thiên tài mà thôi còn xa lắm mới được gọi là yêu nghiệt không tới mức bị lăng hàn xem thành đối thủ chỉ đánh nhau cùng cấp, trong thiên hạ không có người nào bằng hắn, nhưng mà, nhìn lịch sử một chút, các đời đại đế không phải ai cũng là người mạnh nhất trong cùng giai, lấy Cửu Dương Thánh Nhân mà nói, hắn năm xưa thường xuyên thắng Lăng Thiên Tổ Vương, buồn cười đến cuối cùng lại là Cửu Dương Thánh Nhân. Cho nên, cho dù là thủy nhất, vạn đạo hay Dương Dịch Hoàn, Hà La, kỳ thật đều có khả năng uy hiếp con đường thành đế của Lăng Hàn. Nhưng qua vài ngày sau, thiên tài cường đại càng ngày càng nhiều, có một người còn làm Lăng Hàn động dung đó là thanh niên tỏa ra sát khí, hắn dùng kiếm, cho dù gặp người nào cũng chỉ một kiếm giết chết, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, không người có thể biết. Hắn tự xưng ngũ nguyệt, nhưng cũng chỉ có tên mà thôi, không người nào biết lai lịch cụ thể của hắn thế nào. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, ngũ nguyệt đã trở thành người được quan tâm nhất trên Á Hòa Tinh. Hắn thực sự quá mạnh, liên tiếp 23 trận chiến, chẳng những đánh thắng, còn một kiếm giết địch, giết rất thành thạo điêu luyện. Cuối cùng có mấy đối thủ là đạo tử thánh địa, mấy ngàn năm trước đã tới cửu tinh đỉnh phong, bởi vì đột phá tôn giả rất khó khăn, cần lắng động rất lâu nên không đột phá, nhưng qua nhiều năm như thế, chiến lực khẳng định đã rèn luyện vô cùng cường đại. Nhưng vẫn bị một kiếm của ngũ nguyệt chém giết, càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn chỉ là giáo chủ ngũ tinh. Giáo chủ ngũ tinh, miều sát cửu tinh, hơn nữa còn là đạo tử, đây là hùng hổ dọa người, khó trách sau khi tin tức truyền ra, cho dù là đế tộc cũng động dung. Phái người liên hệ với Ngũ Nguyệt, có ý định hấp thu hắn vào đế tộc. Có người thôi diễn, trước mắt thế hệ Hoàng Kim có thể làm được hay sao? Đáp án là, giáo chủ ngũ tinh thế hệ Hoàng Kim có thể miểu sát giáo chủ cửu tinh, nhưng mà, đối thủ chỉ có thể là giáo chủ bình thường, có thể giết đạo tử nhưng tuyệt đối không thể nào miểu sát. Việc này làm tất cả mọi người chấn kinh, thế hệ Hoàng Kim từ trước đến nay đều là đại danh từ mạnh nhất cùng dai, nhưng bây giờ lại bị người ta hạ thấp. Ngũ Nguyệt là ai? Ngũ Nguyệt cũng không có đáp ứng bất kỳ đế tộc nào mời chào, mà là nói thẳng mình đã có sư môn, vĩnh viễn không có khả năng làm phản. Có chút đế tộc còn không hết hy vọng, truy vấn hắn là tông môn nào, lợi dụng không được Ngũ Nguyệt, hoàn toàn có thể tạo áp lực cho tông môn, cũng không tin trên đời này có thế lực nào thoát khỏi đế tộc áp bách. Ngũ Nguyệt cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra, Chiến Thần Cung, hắn chính là hạt giống của Chiến Thần Cung, tin tức truyền ra, mọi người chấn kinh, làm sao có thể chứ? chiến lực cùng dai vượt qua siêu cấp thiên tài thế hệ Hoàng Kim, chính là hạt giống của chiến thần cung. T. Chiến thần cung có tài đức gì? Đúng vậy, thế lực này là thế lực đế tộc cũng không muốn chiêu chọc, không phải bởi vì nó mạnh mẽ, mà là kiêng kỵ ám sát thuật của thế lực này, khó lòng phòng bị, hơn nữa không ai biết hang ổ nằm ở đâu, muốn tận diệt cũng không có khả năng. Thế nhưng mà, chiến thần cung cường đại chỉ nhờ ám sát thuật, chính diện ngạnh kháng, đừng nói đế tộc, cho dù là một thánh địa cũng không sợ, một đấu một giao phong chính diện người xem ai thắng ai thua bây giờ xuất hiện một ngũ nguyệt tên này thường thường không có gì lạ nhưng thiên phú võ đạo lại áp chế thế hệ hoàng kim chiến thần cung bồi dưỡng như thế nào việc này làm mọi người không hiểu nhưng cũng không có tâm tư mời chào ngũ nguyệt nếu như bị chiến thần cung ghi hận đây là chuyện rất phiền phức dù sao đế tộc cũng không muốn đi trêu chọc đối thủ như vậy chỉ việc chiến thần cung có thể trải qua từng thời kỳ tổ vương mà không đổ cũng có thể thấy được thế lực này ương ngạnh cỡ nào đổi cách nơi khác và thời gian khác, cho dù mọi người không giết ngũ nguyệt thì cũng đuổi hắn đi, ở chung hòa thuận với sát thủ chiến thần cung, quả thực chính là một chuyện cười. Nhưng bây giờ tất cả đại đế tộc đều lớn tiếng, mặc ngươi có tội ác tài trời, trên Á Hòa Tinh sẽ không ai nhắm vào ngươi, mọi người không sảng khoái cũng phải thừa nhận. Lại nói, ngũ nguyệt có thể miểu sát giáo chủ cửu tinh, người có thể uy hiếp được hắn không nhiều. Lang Hàn biết rõ, hắn kinh ngạc, không nghĩ tới ngũ nguyệt chính là hạt giống của chiến thần cung có nên xuất thủ làm thịt ra hỏa này hay không? Hắn có tên trong danh sách tất sát của chiến thần cung, song phương đã là tử thù, không phải chiến thần cung giết chết hắn, chính là hắn diệt chiến thần cung. Ngũ Nguyệt này chính là truyền nhân cực kỳ xuất sắc của chiến thần cung, nếu làm thịt đối phương, việc này sẽ tạo thành đả kích lớn lên chiến thần cung. Nhưng Ngũ Nguyệt thực sự rất mạnh, nếu Lăng Hàn xuất thủ, không nói trước có thể giết hay không, hắn khẳng định sẽ dùng toàn lực, thân phận của hắn sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu, hắn sẽ bại lộ. Lăng Hàn cũng không cho rằng các đế tộc sẽ tuận thủ lời hứa, thẳng sau khi hắn rời khỏi Á Hòa Tinh mới có thể xuất thủ, mà là sẽ lập tức lén hạ sát thủ. Có hạt tử nhân, hắn không lo lắng nguy hiểm tính mạng, nhưng như thế, kế hoạch tham gia đấu giá của hắn sẽ ngâm nước nóng. Bỏ đi, phải lấy đại cục làm trọng. Lăng Hàn thầm nghĩ, nếu ngũ nguyệt xuất hiện chính diện, nói rõ mặc dù hắn xuất thân chiến thần cung, hắn cũng xem thường đánh lén, sau này sẽ có cơ hội gặp nhau. Không vội, không vội, Lăng Hàn Thu mua tiên dược, không ngừng luyện thành đan dược. Mặc dù không có cấp bậc cực phẩm nhưng tương tự cũng có thể bán ra với giá lớn, Lăng Hàn cũng không thể thấy đồ tốt lại dùng cường hóa dịch tiến hành giao dịch nha. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng, đấu giá mọi người chờ đợi đã bắt đầu. Lần đấu giá hội này không giống với bình thường, có thể nói là cấp bậc cao nhất trong tinh không. Cho nên, muốn vào sân, hoặc ngươi cung cấp chứng minh tài phú kinh người, hoặc là ngươi lấy ra thiên tài địa bảo chân quý, nếu không, ngươi không cần vào, như vậy sẽ lãng phí một vị trí. Lăng Hàn và Hầu Ca cùng nhau vào sân, Lăng Hàn luyện chế những đan dược kia đã đủ cho bọn họ có quyền lợi đi vào. chương 4954, đổi tiên khí. Sàn bán đấu giá rất lớn, đây là nhất định phải, bởi vì có vài chục đế tộc liên thủ, lại có rất nhiều thánh địa, những thế lực này có bao nhiêu người. Mà quân ô hợp cũng nhiều, bọn họ thật ra là người bán chủ lực, giống đế tộc tổ chức đấu giá hội đều là mua vào, nhiều lắm chỉ lấy ra một hai kiện bảo vật giữ thể diện đấu giá rất đơn giản, mặc dù có đấu giá sư nhưng chỉ đưa ra tác dụng giám định, giới thiệu vật phẩm đấu giá, sau đó dùng mức giá cao nhất thành giao. Tất cả vật phẩm đấu giá được bán thế nào do người bán quyết định, có thể thu đạo thạch cũng có thể lấy vật đổi vật, đổi lấy thứ mình gần nhất. Nhiều người như vậy có thể suy ra số lượng vật phẩm đấu giá rất kinh khủng, cuộc bán đấu giá này sẽ tiếp tục bao lâu chính là ẩn số. mấy tháng, thậm chí một năm, hai năm cũng chưa hẳn không có khả năng. rất nhanh, đấu giá bắt đầu người đấu giá lấy số thứ tự giao vật phẩm cho sàn bán đấu giá do đấu giá sư tiến hành đấu giá theo thứ tự bởi vì trước khi tiến vào đã sàng lọc một lần vật phẩm đấu giá tuyệt đối sẽ có giá trị sẽ không lãng phí thời gian của mọi người từng kiện vật phẩm mang lên đấu giá sư tiến hành giám định làm ra phán đoán của mình đương nhiên hắn nói chỉ có tính tham khảo cũng không phải là tuyệt đối có ít người bán được hàng thì vui vẻ có một ít người sẽ lưu phách sở dĩ lưu phách ngược lại cũng không phải không có người cạnh tranh một là khả năng giá bán quá thấp, không có đạt tới mức người bán hài lòng, hai là người bán không muốn bán theo đạo thạch, mà là muốn đổi lấy bảo vật khác, người khác lại không có người cung cấp, từ đó hắn lựa chọn lưu phách. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Hàn và Hầu Ca đều không có xuất thủ. Ngay từ đầu những vật này đều có điểm chân quý nhưng còn chưa đủ làm bọn họ động tâm. Bởi vì người thực tế quá nhiều, tất cả đều chờ vật phẩm của mình được bán đấu giá, 10 năm thậm chí 100 năm chưa hẳn đã giải quyết được phe tổ chức cũng biết cách giày vào mọi người cho nên trải qua thương nghị quy tắc đấu giá được sửa đổi không thể cứ bán như thế bọn họ đổi thành chia mấy trăm phân hội cùng đấu giá mặt khác người nguyện ý cũng có thể bày quầy bán hàng ngược lại người trả giá cao được bán hoặc không bán do chủ hàng hóa quyết định cứ như vậy đương nhiên tiến trình cũng nhanh hơn nữa võ giả bắt đầu từ hóa linh cảnh đều có thể diễn hóa linh thân biến ra năm hay tám linh thân đều bình thường lại nói giáo chủ có thần thức rất cường đại Đủ để bao trùm toàn bộ khu vực đấu giá, hoàn toàn có thể nắm giữ tình huống đấu giá. Cho nên, việc này không tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên biết rõ sẽ có bảo vật gây nên hoành động nằm ở đâu. Khuyết điểm duy nhất chính là người giám định bảo vật luống cuống tay chân, bọn họ chạy đi khắp nơi, tới tới lui lui tiến hành giám định. Không có việc gì, đế tộc đã mời rất nhiều giám định sư, vấn đề như vậy chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải quyết. Lăng Hàn cũng lấy ra một giọt cường hóa dịch bắt đầu đấu giá. Trải qua giám định và công khai, bên quầy của Lăng Hàn có một nhóm lớn lão giáo chủ, lão tôn giả, ánh mắt từng người nóng bỏng như muốn nuốt sống Lăng Hàn. Cường hóa thể phách, lớn mạnh khí huyết, thứ này quá trọng yếu với những người sắp vào mộ như bọn họ. Kỳ thật có một ít người đã lĩnh ngộ hoàn toàn, bởi vì biết rõ thân thể có thiếu hụt nghiêm trọng, không dám tùy tiện nếm thử đột phá, bây giờ thấy cường hóa dịch, bọn họ mừng như điên. Cho dù chỉ có một giọt, như vậy chỉ có thể tranh máu chảy đầu rơi. Trên con đường tu luyện này, trừ ta không khác còn ai khác, dù sao tài nguyên rất ít. Ta cần bảo vật ẩn chứa tiên khí, cho dù là tiên dược hay tiên đan và những thứ khác đều có thể. Lăng Hàn nói ra yêu cầu của mình, không tiếp thụ đạo thạch, nhiều hơn cũng vô dụng, nghe nói như thế, lập tức làm rất nhiều người thất vọng. Bảo vật ẩn chứa tiên khí, thứ này quá hiếm có, thuộc về thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chỉ có thể dựa vào thời gian dài rằng dặc để tích lũy. Nghe nói, đế tộc có thủ đoạn đặc thù có thể bắt giữ tiên khí, nhưng cũng không phải muốn là có thể lấy tới nhưng cũng dễ dàng hơn thế lực khác gấp trăm lần rất nhiều người lắc đầu rời đi nhưng vẫn có mười mấy người lưu lại hiển nhiên bọn họ đều nắm giữ tiên khí tới đi lăng hàn cười một tiếng một phần tiên khí đại khái là phẩm chất tứ tinh hai phần đồng dạng là phẩm chất tứ tinh một phần phẩm chất ngô tinh mọi người bắt đầu ra giá mà lăng hàn lại thất vọng mặc dù tiên khí đều có thể giúp đạo quả trưởng thành nhưng phẩm dai càng thấp biên độ đạo quả trưởng thành càng nhỏ, hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng phẩm chất đạo quả, tạo thành tình huống chiến lược không đủ. May mắn hắn nắm giữ đan phương tiểu cửu hoàng thập diệp đan, hắn có thể tăng tiên khí lên một bậc, nhưng phẩm chất tiên khí nguyên thủy càng cao càng tốt. Ha ha, lão phu nguyện ý ra một phần phẩm chất tiên khí bát tinh, nhưng ngươi chỉ có một giọt bảo dịch, không đủ để đổi. Đột nhiên có một lão giả mở miệng, thân hình hắn khôi ngô cao lớn, hắn có mái tóc bù xù sám trắng, trên người tỏa ra khí tức suy bại. T, Xích La Tôn giả, lão Tôn giả của Kim đỉnh đế tộc, nghe nói xung kích thánh nhân thất bại, từ đó tổn thương bản nguyên nghiêm trọng. Khó trách hắn sẽ xuất thủ, người chung quanh nghị luận, trên mặt buồn bực, đế tộc thật sự tài đại khí thô, mới mở miệng chính là phẩm chất tiên khí bát tinh, bọn họ không có tư cách cạnh tranh. Xích La Tôn giả tươi cười ngạo nghễ, tại đế tộc, thu hoạch tiên khí dễ dàng hơn nhiều người, thậm chí, bọn họ có thể nhận được tiên khí cửu tinh, nhưng dạng tiên khí này rất được bọn họ ưa thích, chỉ lưu lại tiêu hóa nội bộ. Sở dĩ thế hệ hoàng kim có tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, đương nhiên cũng có quan hệ với tiên khí cửu tinh, nếu không, hai cảnh giới giáo chủ, tôn giả cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tăng lên. Theo người khác, phẩm chất tiên khí bát tinh cực kỳ chân quý, nhưng tại đế tộc mà nói, nhiều nhất mấy trăm năm là có thể thu hoạch một không ít, chỉ có phẩm chất cửu tinh mới làm đế tộc động tâm. Kim đỉnh đế tộc, lang hàn vô ý thức sinh ra nội tâm chán ghét, nhưng tiên khí quan trọng hơn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Mười giọt, xích la tôn giả hơi động tâm, lăng Hàn có kè mặc cả với hắn, nói rõ cái gì. Bảo dịch của đối phương còn nhiều, mười giọt vẫn quá ít, hắn không chút biến sắc, lắc đầu. Nó đã đủ giúp khí huyết của người đạt tới đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích thánh nhân lần nữa. Lăng hàn thản nhiên nói, bảo dịch trong tay hắn dùng bát để tính, nhưng thời điểm nên có kè mặc cả, lăng hàn sẽ không chút khách khí, việc này liên quan tới lợi ích của mình. Lại nói, tại sao hắn phải hào phóng với đế tộc? sau khi có kè mặc cả, cuối cùng lấy 12 giọt bảo dịch thành dao. Ha ha ha, song phương đều hài lòng, chương 4955 kiếm lớn, theo xích la tôn giả, đương nhiên là hắn kiếm lớn. Mặc dù tiên khí bát tinh chân quý, nhưng đối với đế tộc đến nói chỉ là chân phẩm mà thôi, không thể nói là tuyệt thế chân phẩm. Thứ hai, tiên khí bát tinh cũng chỉ là tiên khí bát tinh, so với tiên khí cửu tinh đỉnh cấp vẫn còn hơi kém hơn một chút, lấy dạng tiên khí này ôn dưỡng đạo quả, khẳng định không được hoàn mỹ, đã như vậy, hắn cũng không sợ Lăng Hàn qua tay bán tiên khí bát tinh cho mấy người như Thủy Nhất, Vạn Đạo, từ đó uy hiếp thế hệ Hoàng Kim nhà mình. Nhưng hắn cũng không biết rõ, Lăng Hàn nắm giữ tiểu cửu Hoàng Thập Diệp Đan, có thể gia tăng phẩm chất của tiên kỳ, kỳ thật tiên khí bát tinh chính là tiên khí cửu tinh. Nếu không, hắn hiện tại tuyệt đối cười không nổi, mà là muốn khóc. Chờ ngày nào đó thân phận Lăng Hàn lộ ra ánh sáng, cũng bộc lộ hắn nắm giữ phương pháp gia tăng phẩm chất tiên khí, vẻ mặt của Sích La Tôn giả nhất định rất đặc sắc. Lăng Hàn hết sức hài lòng, đây là lần đầu tiên hắn đạt được tiên khí cửu tinh, mang ý nghĩa phẩm chất đạo quả sẽ tăng lên rất lớn. Chỉ cần lấy đủ tiên khí cửu tinh hoàn thành chế tạo đạo quả, kế tiếp hắn có dùng tiên khí nhất tinh uẩn dưỡng, chỉ cần số lượng đầy đủ cũng giúp đạo quả thành thục, hơn nữa phẩm chất còn là mạnh nhất. Đương nhiên, để cho an toàn, Lăng Hàn còn phải lại ra một chút tiên khí cửu tinh, từ đó bảo đảm đạo quả trưởng thành đến tốt nhất. Ha ha ha, xích la tôn giả nghênh ngang rời đi, hắn đã vội vã không nhịn nổi, Hắn lập tức ăn bảo dịch khôi phục huyết khí, lần nữa xung kích thánh vị. Thành thánh đấy, với hắn mà nói đây là mục tiêu lớn nhất đời, bởi vì thọ nguyên của hắn đã không nhiều, không thành thánh, hắn chỉ là người chết mà thôi. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn lấy ra một giọt bảo dịch, nói: "Tới tới tới, quá khứ đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ." Lần này các lão giáo chủ, lão tôn giả đều nhe răng, người có bao nhiêu bảo dịch. Bọn họ đều muốn ép giá. Nhưng vạn nhất cạnh tranh không đủ kịch liệt làm người bán rời đi, trong tay Lăng Hàn lại đột nhiên không có hàng, khi đó bọn họ đi đâu kêu oan. Cho nên, biết rất rõ ràng trong tay Lăng Hàn còn có bảo dịch, nhưng không ai dám xem đây không phải giọt cuối cùng. Bảo dịch chân quý như thế, số lượng khẳng định sẽ không nhiều, chết no cũng chỉ hơn 10 giọt. Nhưng mà, không bao lâu sau, Lăng Hàn đã bán ra hơn 50 giọt bảo dịch, hắn vẫn còn hàng tồn, những người lúc trước hô giá cao đều xanh mặt, trong tay Lăng Hàn còn nhiều bảo dịch như thế bán đi chừng trăm giọt, Lăng Hàn đã thu quán, không thể lại bán tiếp, hiện tại người người đều thành tinh, không ai nguyện ý ra giá cao cạnh tranh, mà là muốn Lăng Hàn định ra một cái giá thấp, tất cả mọi người sẽ mua theo giá đó. Lăng Hàn sẽ không chịu làm thế, đi, trước tiên treo khẩu vị của mọi người, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi phòng đấu giá, hắn đi luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan, hắn giao bảo dịch cho Hầu ca, do hắn xem tình huống đến quyết định có tiếp tục bán hay không. Đối với Lăng Hàn mà nói, luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan như xe nhẹ đường quen, bởi vậy, một tháng sau, Lăng Hàn đã thu được 10 lò đan dược. Mặc dù đều là tiểu cửu hoàng thập diệp đan, phẩm chất lại hoàn toàn khác biệt. Có rất nhiều tiên khí tam tinh tăng lên tới tứ tinh, có chút lại là tiên khí thất tinh tăng lên tới bát tinh, còn có một lò cực kỳ chân quý dùng tiên khí bát tinh của Xích La Tôn giả cung cấp, hiện tại đã là tiên khí cửu tinh. Lấy thuốc đổi tiên khí, ta sẽ càng phát tài. Lăng Hàn cười nói, hắn có thể tăng phẩm chất tiên khí, Phẩm chất chênh lệch một tinh, cho dù không ảnh hưởng phẩm chất đạo quả, chỉ từ góc độ lớn mạnh cũng có chênh lệch gấp 10 phần. Cho nên, hắn cứ luyện chế, giá trị của tiên khí cũng tăng lên gấp 10 lần. Cũng cần liên lụy chút phụ dược, mặc dù là tiên dược nhưng không ẩn chứa tiên khí, cho nên giá sẽ rẻ hơn nhiều, cũng có thể lấy đạo thạch mua sắm, hoàn toàn không cùng cấp bậc với bảo vật chứa tiên khí. Lăng Hàn trở lại đấu giá hội, hắn bán ra tiểu cửu hoàng thập diệp đan phẩm chất thấp nhất, cũng luyện chế một chút cửu hoàng thập diệp đan cho hầu ca bằng không thế hệ hoàng kim tăng tu vi lên, hầu ca vẫn còn dậm chân tại chỗ, như vậy sao được. Hắn tìm tới hầu ca, một tháng qua hầu ca bán ra 17 giọt bảo dịch, cũng tìm được một phần tiên khí bát tinh cho lăng hàn. Lăng hàn tươi cười, có hai phần tiên khí cửu tinh, hắn có thể gia tăng phẩm chất đạo quả lên tốt nhất. Hắn bắt đầu bán tiểu cửu hoàng thập diệp đan, nhưng lượng tiêu thụ cũng không khá lắm. Bởi vì thứ này tương đương với tiên khí, người ta đều dùng tiền tệ bình thường mua nổi sao dùng đạo thạch cũng nguyện ý, nhưng Lăng Hàn sẽ thu sao? Nhưng khi Lăng Hàn đưa ra dùng 7 phần tiên khí có thể thu được một viên tiểu cửu hoàng thập diệp đan phẩm chất cao hơn, lúc này có rất nhiều người động tâm. Trước đó đã nói, số lượng tiên khí ngang nhau, phẩm chất cao hơn một cấp, hiệu quả sẽ tương đương gấp 10 lần tiên khí kém hơn. Người không phải ngốc hay sao, gặp được đần đột, cho nên mọi người không khách khí ra tay. Cứ như vậy, Lăng Hàn đạt được tiên khí càng ngày càng nhiều. Nhưng một ngày này, trừ tiểu cửu hoàng thập diệp đan phẩm chất cao nhất, số khác đã bị mua sạch. Sảng khoái, lại đến, Lăng Hàn rời khỏi phòng đấu giá, hắn tìm nơi yên tĩnh bắt đầu luyện đan, một tháng sau, 10 lò xuất hiện. Hiện tại vấn đề là, tiền khí đủ nhiều, nhưng thời gian của hắn không nhiều, 3 ngày mới có thể luyện một lò, đây là hiệu suất cực hạn, hơn nữa hắn là đan đạo đế vương, muốn đổi thành đan sư khác, cho dù thành thục nhưng khả năng luyện đan sẽ có lên có xuống, liên tục luyện 2-3 lò còn kém không nhiều lắm, làm sao có thể luyện ra 10 lò. Linh hồn hoàn mỹ, không phải chỉ nói cho có mà thôi. Lăng Hàn lần thứ ba tiến vào phòng đấu giá, lúc này hắn không bày hàng bán đan, hắn đi khắp nơi. Có ít người chưa hẳn cần tiên khí, nhưng bọn họ lại bán ra thứ Lăng Hàn muốn. Ngược lại đấu giá hội sẽ kéo dài thời gian rất lâu, không cần phải gấp. Đi vòng quanh, mặc dù có đủ loại bảo vật, chủng loại phong phú, nhưng có thể làm cho Lăng Hàn nhìn vào mắt lại không nhiều. Thẳng qua ba ngày sau, lăng hàn mới đi tới trước một quán nhỏ trên sạp hàng bày đầy các loại cổ vật có chút còn dính bùn đất là cố ý không có lau đi bản thân bùn tỏa ra khí thức cổ xưa nói rõ những cổ vật này niên đại lâu đời lâu không nhất định chính là đồ tốt nhưng rất nhiều người lại tin một bộ này cho rằng rất đáng tiền lăng hàn nhìn lướt qua ánh mắt nhìn vào kiếm gãy bình thường mà nói pháp khí chân bò hơn nữa nếu bị tàn phá uy lực khẳng định giảm mạnh thậm chí không cách gì phát huy ra cho nên pháp tổn hại khí sẽ không đáng giá, nhiều lắm chỉ mua cái giá tình cảm. Ngay từ đầu, Lăng Hàn cũng cho rằng như vậy, nhưng hắn nhìn chằm chằm một lúc, lại phát hiện thanh kiếm gãy này còn có năng lượng ba động yếu ớt, nhưng chất lượng cực cao, từ đó làm hắn động dung. T, gặp được bảo, chương 4956 kiếm gãy. Lăng Hàn không chút biến sắc, đem kiếm gãy nhặt lên, hướng về chủ quán nói: "Thứ này bán thế nào?" Tên chủ quán cũng giảo hoạt, nói: "Đây là đồ đấu giá." ngươi có đồ vật làm ta động tâm hay giá trị cao hay không ai gian thương lang hàn ở trong lòng thở dài sau đó nói một vạn đạo thạch chủ quán lắc đầu không tiếp thụ đạo thạch tốt lắm bất quá cũng bình thường muốn tăng thực lực lên đạo thạch đúng là vô dụng nhất lang hàn cười một tiếng lại nhìn chủ quán nói ngươi là hóa linh chân quân khoảng cách giáo chủ cũng không xa ta cho ngươi tiểu cử hoàng thập diệp đan trong này bao hàm tiên khí về sau có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi Tên chủ quán lập tức động dung, mặc dù đan dược này hắn hiện tại không cần đến, nhưng đúng như Lăng Hàn nói, cũng không cần thời gian quá dài. Đây là đầu tư vì tương lai, chỗ tốt là sẽ sở thấy, giá trị tuyệt đối đáng chờ mong. Tiên khí mấy tinh, hắn hỏi, ai, hắn cũng không dễ lừa. Lăng Hàn cười một tiếng, "Tam Tinh, ta có thể cho ngươi 10 viên." Tên chủ quán lộ ra ý động tâm, nhưng lại cảm thấy đáp ứng Lăng Hàn nhanh như thế lại không ổn, trong đó có không gian nâng giá. Ít một chút, hắn cắn răng hắn áp chế xúc động động tâm, 20 phần tiên khí tam tinh, một giọng nói vang lên, nhưng không phải là Lăng Hàn. Dựa vào, có người cướp của ta. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đôi mắt âm trầm, Ngũ Nguyệt, hắn chính là hạt giống xuất sắc của Chiến Thần cung. Được rồi, còn không có tính sổ với ngươi, ngươi ngược lại còn đưa tới cửa. Chủ quán hưng phấn, đấu giá cứ đấu giá, không có người cạnh tranh, chẳng phải sẽ bán bình thường, khi đó ta sẽ kiếm ít đi rất nhiều. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, tự nhiên hy vọng Lăng Hàn tăng giá. Lăng Hàn cao mày, hắn nói, 30 phần, 40 phần, ngũ nguyệt cao ngạo nói ra, dáng vẻ tài đại khí thô. Hai phần tiên khí tứ tinh, Lăng Hàn nâng giá lần nữa. 3 phần, ngũ nguyệt không nhanh không chậm nói ra, dường như không đặt Lăng Hàn trong lòng. Chiến thần cung giàu có như thế, Lăng Hàn tiếp tục tăng giá, ngũ nguyệt cũng không nhượng bộ chút nào, rõ ràng nhất định phải thu được kiếm gãy tới tay. Việc này làm đám người chung quanh ngây người, thanh kiếm gãy này thật đáng tiền như vậy, cần tới 20 phần tiên khí tứ tinh, không, hiện tại đã là 30 phần tiên khí tứ tinh mới có thể đổi lấy. Hạnh phúc nhất chính là tên chủ quán, hắn cảm thấy trái tim như nổ tung. Hắn quyết định, bất kể là ai mua kiếm gãy này, hắn thu được tiên khí sẽ lập tức rời khỏi Á Hòa Tinh. An toàn đệ nhất, sau khi tăng lên 4 phần tiên khí ngũ tinh, Lăng Hàn quả quyết từ bỏ đấu giá. Hắn cảm thấy thanh kiếm đáng giá nghiên cứu, nhưng giá cao như vậy không hợp thói thường, nếu không phải đối thủ là hạt giống chiến thần cung, hắn nói không chừng đã sớm dừng tay. Hiện tại nha, cứ cho đối phương đạt được đã. Lăng Hàn nói trong lòng, ngược lại hắn không có khả năng buông tha người chiến thần cung, sớm muộn gì cũng đánh với ngũ nguyệt một trận, kiếm gãy cứ để đối phương giữ gìn, còn tiên khí có thể luyện hóa. Ngũ nguyệt rất sung sướng bỏ ra bốn phần tiên khí ngũ tinh lấy được kiếm gãy, sau đó ngây ngang, ngang rời đi, ánh mắt khinh miệt, căn bản không có phát ra chế diễu của người chiến thắng. Hắn thấy, lăng hàn không đáng cho hắn lãng phí miệng lưỡi lăng hàn nói ngươi hại ta lãng phí bốn phần tiên khí ngũ tinh a à, người đắc thủ rõ ràng là ngũ nguyệt sao là lãng phí tiên khí của ngươi tất cả mọi người rất mờ mịt chẳng lẽ lăng hàn bởi vì không cạnh tranh được cho nên hắn điên rồi ngũ nguyệt cũng sướng sờ sau đó hắn phản ứng lại lăng hàn đang nói mình chết trong tay của hắn cho nên hiện tại tự mình bỏ ra tiên khí mua sắm kiếm gãy kỳ thật là đang tiêu xài chiến lợi phẩm của hắn cái này với tâm tính của ngũ nguyệt hắn sinh ra cảm giác tức giận hắn dừng bước lại sau đó nói có dám đánh một trận nhưng hắn cũng không quay đầu hắn dùng loại phương thức này biểu thị khinh thường với lăng hàn lăng hàn chỉ cười một tiếng hiện tại còn không phải thời điểm hắn còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá hội ngũ nguyệt hừ một tiếng nghênh ngang rời đi đấu giá hội vẫn tiếp tục lăng hàn và hầu ca không ngừng xuất thủ dùng đan dược và bảo dịch trong tay hóa thành càng nhiều tiên khí đây là tuần hoàn tốt có tiên khí sẽ biến thành nhiều đan dược, từ đó đổi được càng nhiều tiên khí. Nhưng luyện chế tiên dược thật sự quá tốn thời gian, một lò cần 3 ngày, cho dù cho Lăng Hàn luyện chế một năm, hắn chỉ luyện hơn trăm lò. Đấu giá hội chỉ kéo dài một năm lẻ ba tháng, trừ Lăng Hàn khống chế tuần hoàn tốt, những người khác đổi được bảo vật sẽ rời đi, dẫn đến người càng ngày càng ít, hàng cũng càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, chỉ có thể tuyên cáo đấu giá hội kết thúc. Các cường giả nhau nhau rời đi, có thu hoạch đều bế quan tiêu hóa chỗ tốt, không có thu hoạch đương nhiên không cần lưu lại, nhưng bởi vì có đế tộc tuyên bố, trên Á Hòa Tinh vô cùng hòa bình, không người nào dám gây hấn, đi khiêu chiến quyền uy của đế tộc. Nhưng cường giả thế hệ trẻ không rời đi, có mấy tên thế hệ hoàng kim liên thủ, cử hành một cái yến hội, cũng mời các thiên tài tham gia. Lăng Hàn không có thu được thiếp mời, hắn không nói gì, hắn hiện tại không có danh khí gì đáng nói, làm sao có thể thu được thiếp mời. Nhưng hầu ca nhận được, hậu duệ thánh hoàng, lại đánh thế hệ hoàng kim chật vật bỏ chạy, đạt được thiếp mời là đương nhiên. Thế đúng là như thế, rõ ràng làm nhục thế hệ Hoàng Kim, vì cái gì còn phải mời. Có tư cách là một chuyện, nhưng mời hầu ca để đế tử Minh, đế tử Thiên chật vật, đây là chuyện khác sao. Có lẽ thực lực của đế tử Minh cùng đế tử Thiên có tăng lên, cho nên mượn cơ hội này đánh bại hầu ca, từ đó lấy lại danh tiếng cho thế hệ Hoàng Kim. Lăng Hàn phỏng đoán, hầu ca vung côn sắt, hắn không quan tâm, trong mắt hầu ca, hắn không sợ đối thủ mạnh hơn, đấu chiến nhất mạch không có đạo lý e sợ chiến. Yến hội còn 7 ngày hầu ca, người đợi ta 3 ngày. Lăng Hàn bắt đầu luyện chế cửu hoàng thập diệp đan. Đây là đại dược cấp tôn giả, lại lần đầu luyện chế, Lăng Hàn rất cẩn thận, ngược lại sợ lãng phí tiên dược, còn có thời gian. Hắn nhất định phải một lần thành công, nếu không cho dù lại luyện thành công, hầu ca cũng chưa chắc có thời gian luyện hóa. Còn tốt, hắn một lần đã thành công, Lăng Hàn lấy ra tiên đan giao cho hầu ca, bảo hắn phục dụng, luyện hóa. Đối với mình người, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không hẹp hòi, hắn dùng nguyên liệu gì. Tiên khí bát tinh, cho nên, hắn luyện chế ra cửu hoàng thập diệp đan cũng là phẩm chất cao nhất. Cho dù không đủ tăng tu vi lên một cấp bậc nhưng khẳng định có thể gia tăng thực lực của hầu ca. Hầu ca cũng không có khách khí, tiếp nhận hai viên đan dược chân quý và luyện hóa. Lăng Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu phục dụng tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Chương 4957, Ngũ Nguyệt phách lối. Lăng Hàn phục dụng tiểu cửu hoàng thập diệp đan phẩm chất cao nhất. Một viên này, tiên khí phun trào, cũng giúp đạo quả sinh ra biến chất. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, đạo quả của hắn không có lớn lên, ngược lại còn nhỏ đi. Chẳng lẽ tiên khí cửu tinh còn có tác dụng phụ? Không phải, tương phản, đây mới là điểm trâu bò của tiên khí cửu tinh, khu trừ tạp chất trong đạo quả, từ đó phẩm chất sẽ tăng lên. Chính bởi vì tạp chất đi trừ rất nhiều, cho nên đạo quả mới có thể thu nhỏ. Lại được đế kinh tôi luyện, gần nửa ngày mà thôi, viên đan dược này đã tiêu hao hết dược lực. Lại đến, Lăng Hàn lại trang phục một viên, quả nhiên, đạo quả cũng không có đạt tới hoàn mỹ, nó đang thu nhỏ lại, làm cho buồn bực là, đạo quả thu nhỏ, xiềng xích màu đen cũng co lại, căn bản không có thừa cơ cởi ra. Một viên lại một viên, Lăng Hàn không ngừng ăn, thẳng tới ăn được 10 viên, đạo quả mới thu nhỏ, ngược lại bắt đầu bành trướng. Tạp chất đã trừ đi, hiệu quả đạt tới hoàn mỹ, cho nên, hắn lại bắt đầu trưởng thành tính toán thời gian một chút, khoảng cách hiến hội không còn bao lâu. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, đổi thành bên khác, hầu ca cũng kết thúc tu luyện. Tu vi của bọn họ không ngừng tăng lên, nhưng bị tiên khí cửu tinh rèn luyện, chiến lực tuyệt đối đã lên một bậc thang. Đi, bọn họ đi tới địa phương tổ chức hiến hội, đây là một tòa núi cao, cho dù kẻ nào cũng có thể đặt chân tới, nhưng bây giờ lại bị đế tộc trưng dụng, chỉ có thu được thiếp mời mới có thể đi lên núi. Lăng Hàn không có mời thiếp, nhưng không sao, hầu ca có, hắn dẫn một người theo không phải rất dễ dàng. Núi rất cao, đứng trên đỉnh núi, dường như có thể đưa tay bắt lấy mặt trăng. Lần này Yến hội tổng cộng mời 400 người tới, trừ đế tử ra, còn có tất cả đạo tử, thánh nữ của thánh địa. Nhưng mà, tuyệt đối không phải đạo tử, thánh nữ nào cũng có thể được mời, bằng không nơi này có ít nhất mấy ngàn thánh địa, làm sao chỉ mời vài trăm người. chí ít cũng phải bước vào giáo chủ mới có tư cách. Dù sao, hiện tại đế tử đều bước vào cảnh giới này, không tới cấp bậc này, làm gì có tư cách ngồi chung với đế tử. Lăng Hàn nhìn thấy, đám người thủy nhất, vạn đạo cũng tới, Dương Dịch Hoàn, Hà La cũng ở đây, còn có chỉ mộng hàm, vị đế nữ này hiện tại tinh thần xa sút Nàng không biết Lăng Hàn ật chưa chết, cho nên tự nhiên đau lòng. Nhưng mỹ nữ giống nàng có thể so với đế nữ thế hệ Hoàng Kim, tự nhiên là giai ngẫu được các nam nhân mơ ước, đế tử tiến lên hy vọng đả động nội tâm của nàng. Hơn nữa, hiện tại chính là thời điểm chỉ mộng hàm cực kỳ thất lạc, cơ hội này cũng dễ dàng nắm lấy trái tim của nàng, nhưng mà trì mộng hàm lại không hào hứng lắm, đều lãnh đạm với mọi người, làm cho tất cả mọi người đụng phải cây đinh mềm. Ha ha, một đóa tuyết liên thật đẹp, ta rất vừa ý. Có người nói hắn đi tới bên cạnh trì mộng hàm, thật ngông cuồng. Mặc dù mọi người đều rất thích, nhưng ai cũng hàm xúc, làm gì có đạo lý nói ra khỏi miệng chứ? Người kia là ai? Mọi người nhìn thấy, đôi mắt co giật, ngũ nguyệt hạt giống mạnh nhất chiến thần cung, tê. Gia hỏa này quá khoa trương, rõ ràng đến từ chiến thần cung, người người đều muốn đánh, hiện tại nói khoác không biết ngược, dám đùa giỡn quý nữ đông lâm đế tộc. Chỉ mộng hàm chỉ lạnh lùng nhìn ngũ nguyệt, nàng thu hồi ánh mắt, căn bản không có ý định để ý tới. Thấy ngũ nguyệt đụng phải cây đinh mềm, tất cả mọi người cười lạnh, lần này xem ngươi kết thúc như thế nào. Một người chết mà thôi, làm gì để trong lòng như thế. Thần sắc ngũ nguyệt rất tự nhiên, dường như không chịu đả kích. Ha ha, cái gì vạn cổ mạnh nhất thiên tài, nếu là gặp được ta, vài phút dậy hắn làm người như thế nào. Chỉ mộng hàm giận dữ, cho dù lăng hàn chết rồi, nàng cũng không cho phép người khác chửi bới. Chỉ tiên tử, ta xuất thủ giúp ngươi, một tên đế tử đi ra, đây chẳng phải là cơ hội tốt lấy lòng chỉ mộng hàm sao. Hắn là thế hệ hoàng kim, đã là giáo chủ bát tinh, nếu không cũng không dám đứng ra. Ngũ Nguyệt không quan tâm, hắn thản nhiên nói, cút, không cần tự dước lấy nhục, ngươi thật phách lối, đến, lên trời đánh một trận. Thế hệ hoàng kim lập tức bay lên không, cũng khiêu chiến ngũ nguyệt. Nhưng hắn là giáo chủ bát tinh, gần như đứng ở đỉnh phong của cảnh giới, có gì phải sợ. Ngũ nguyệt chỉ cười nhạt, chân điểm mạnh một cái, thân thể bay lên không và chém ra một kiếm. Kiếm quang sông lên trời, dường như có thể khai thiên tích địa. Thế hệ hoàng kim vội vàng toàn lực chống đỡ, nhưng vô cùng chật vật, chỉ qua vài chiêu, hắn đã bị đánh rơi xuống đất. Hắn rơi xuống mặt đất, cho bụi bay đầy trời. T, giáo chủ bát tinh của thế hệ hoàng kim bị đánh bại nhanh như thế mọi người đều hít khí lạnh như thế cho dù là giáo chủ cửu tinh của thế hệ hoàng kim đi lên nhiều lắm chỉ chống được mấy chiêu là thảm bại trời ạ à, gia hỏa này cũng chỉ là giáo chủ ngũ tinh đấy không là giáo chủ lục tinh đấy đối phương đạt được chỗ tốt rất lớn từ đó tu vi gia tăng một bước Xeo, ngũ nguyệt đáp xuống vẻ mặt đầy xem thường ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi thế hệ hoàng kim tức giận trong lòng còn có một tia sợ hãi, bởi vì nếu không phải trên người hắn còn có thế tử phù, hắn không thua đơn giản như thế, mà là người chết. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Lúc này làm tên đế tử khó chịu, nhưng cho dù xuất động giáo chủ cửu tinh cũng không phải đối thủ của ngũ nguyệt, mà tôn giả không biết xấu hổ đi đối phó giáo chủ sao, chiến thắng như thế sẽ nói rõ thế hệ hoàng kim không có năng lực. Ngũ nguyệt cười nhạt một tiếng, hắn nhìn sang chỉ mộng hàm, quên mất nam nhân kia đi, về sau, chỉ cần nhìn ta tiếu ngạo phong vân là được. Ngươi quá phách lối, họ ngũ, ta chơi đùa với ngươi. Đinh thụ đi ra, dù nói thế nào, hắn cũng là tiểu đệ của Lăng Hàn, mà chỉ mộng hàm lại có gian tình với Lăng Hàn, cho nên về tình về lý, hắn nên đứng ra. Ngươi, ngũ nguyệt lộ ra vẻ khinh thường, đến chiến, đinh thụ bay lên không trung, ngũ nguyệt cầm kiếm truy kích, sau đó hắn kịch chiến với đinh thụ. Giao thủ không có mấy chiêu, mọi người khiếp sợ, bởi vì Đinh Thụ lại đánh ngang tay với Ngũ Nguyệt. Không, còn hơi kém hơn một chút, nhưng vấn đề là, Đinh Thụ chỉ là giáo chủ tam tinh. Kém ba tiểu cảnh giới, Đinh Thụ chỉ rơi vào hạ phong. T, toàn trường hít khí lạnh, Đinh Thụ quá mạnh, so sánh như thế, thế hệ hoàng kim quả thực bị đánh thành cặn bã. Cho dù là Ngũ Nguyệt cũng không nghĩ tới, hắn sửng sốt một chút, sau đó tươi cười. Không nghĩ tới người rất mạnh, rất tốt, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Kiếm thế của hắn thay đổi, Lập tức có thế công kinh khủng bộc phát. Cái gì? Dương Dịch Hoàn, Hà La đều động dung, gia hỏa này đi ra con đường của mình. Bọn họ nhìn nhau, đều cau mày. Chương 4958, một quyền đánh bay. Dương Dịch Hoàn, Hà La không biết Ngũ Nguyệt, nhưng nhìn đối phương ra mấy chiêu thì bọn họ có thể kết luận, đối phương cũng giống như mình, là thiên tài thượng cổ thông qua thái cổ nguyên nê phòng ấn đến bây giờ. Nhưng bối cảnh tương tự, bọn họ đang đau khổ tìm kiếm con đường của mình, nhưng Ngũ Nguyệt đã đi trước bọn họ rất thất lạc. Bọn họ tự xưng là thiên tài, hiện tại còn không bằng người mới, càng thua kém lão nhân, bọn họ làm sao chịu nổi. Bọn họ biết rõ, lão thiên tài như mình không ít, nhưng có bao nhiêu thì bọn họ không biết. Trên bầu trời, đinh thụ cười lớn một tiếng, thế công tăng vọt. Hắn cũng đi ra con đường của mình, một chiêu một thức đều ẩn chứa ảo diệu vô tận. Oanh, 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 đinh thụ vẫn kém một chút, nhưng chiến ý của hắn hiên ngang, diệu chiêu loạn xạ, mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng vẫn có thể trèo trống hắn có lẽ sẽ không địch lại nhưng tuyệt đối không phải vài chiêu có thể phân ra thắng bại mà là kéo dài thật lâu thế hệ hoàng kim đều giật mình trong bọn họ có mấy người đi ra con đường của mình không nhưng mà muốn thành đế đi ra võ đạo bản thân là điều kiện tất yếu người đi ra con đường của mình chưa hẳn có thể thành đế nhưng không đi con đường của mình không thể thành đế lang hàn chết ít đi chướng ngại lớn nhưng nhìn mắt tình huống trước mắt lại không an toàn. Dù là đế tử Minh, đế tử Thiên đã là tôn giả, ở trên cảnh giới chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng vẫn chưa đi ra con đường của riêng mình, cho dù đạt tới thánh nhân cũng bị vây ở cảnh giới này vĩnh viễn, mơ tưởng trở thành chuẩn đế. Không thành chuẩn đế, làm sao thành đế? Giết, 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 trong mắt đế tử sinh ra sát ý, nếu rớt lại phía sau quá nhiều, vậy thì diệt trừ yêu nghiệt giống như lăng hàn. Diệt trừ tất cả kẻ cạnh tranh, kế tiếp bọn họ sẽ tranh với nhau, từ từ đi, ngược lại bọn họ quá trẻ tuổi, có rất nhiều cơ hội. Đinh thụ ra chiêu lấp lấp, bởi vì cảnh giới kém hơn nhưng chiến lực không bằng, cho dù ương ngạnh cũng không đền bù nổi. Chiến đến hơn 500 chiêu, đinh thụ quả quyết lui ra khỏi vòng chiến. Ngũ Nguyệt cũng không có truy kích, trong lòng hắn biết rõ ràng, mặc dù mình chiếm ưu thế chiến lực, nhưng muốn đánh bại đinh thụ, hắn cần đánh thêm 500 chiêu, hơn nữa. Hắn cảm thấy đinh thụ còn có át chủ bài không sử dụng, nói không chừng sẽ lật bàn. Bọn họ lại không có thù hận, càng không phải tranh đoạt bảo vật, cần gì mạo hiểm. Không có người chế nhạo đinh thụ, trong tình huống kém hơn ba tiểu cảnh giới vẫn đánh khó phân thắng bại với ngũ nguyệt, quả thực chính là yêu nghiệt. Cho dù là lang hàn phục sinh, làm sao có thể vượt qua hắn? Khẳng định sẽ kém hơn, đúng, mặc dù lăng hàn yêu nghiệt hơn thế hệ hoàng kim, nhưng nhiều nhất cùng cấp độ với ngũ nguyệt, làm sao có thể so sánh với đinh thụ? Hắn mới là yêu nghiệt lớn nhất, mọi người nghị luận ẩm ý, nhất trí cho rằng đinh thụ mới thật sự là yêu nghiệt mạnh nhất, có ai muốn đánh một trận ngũ nguyệt tiếp tục khiêu khích hắn tươi cười ánh mắt nhìn đám người thủy nhất vạn đạo không ứng chiến bọn họ cũng chỉ là giáo chủ tam tinh thực lực tương tự đinh thụ cho dù đánh kết cục cũng giống đinh thụ mặc dù bọn họ thanh danh to lớn đạt tới độ cao như bọn họ sẽ quan tâm thanh danh hay sao thành đế đây mới là trọng yếu nhất mới có thể chân chính quát tháo phong vân không có người sao ngũ nguyệt cười cợt quá yếu không có ai đánh hay sao lang hàn lắc đầu cất bước đi tới. Đến, ta dạy cho ngươi gọi ra ra thế nào. Là ngươi, ngũ nguyệt nhìn chằm chằm lăng hàn, ánh mắt mang theo sát khí. Trước đó lăng hàn cạnh tranh kiếm gãy với hắn, nói bản thân tổn thất bốn phần tiên khí ngũ tinh. Mặc dù tiên khí ngũ tinh với hắn không chân quý, nhưng bốn đạo tiên khí dùng trên người mình, nói không chừng tu vi của hắn sẽ tăng lên. Không tệ, không tệ, ngươi còn dám hiện thân trước mặt ta. Sát ý của ngũ nguyệt lưu chuyển, chủ động phóng lên bầu trời. a à, mọi người đều kinh ngạc. trước đó người khác đều bay lên không trước, hắn không vội, bây giờ hắn chủ động bay lên, hắn bước thiết giết lăng hàn như vậy. bọn họ nhìn về phía lăng hàn, kẻ này là ai, có thể kéo thù hận lớn như thế? nếu như bọn họ biết rõ đây là lăng hàn, bọn họ sẽ cảm thấy việc này là bình thường. Chỉ mộng hàm lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nàng nhìn về phía lăng hàn, chỉ cảm thấy nam nhân này cho nàng cảm giác từng quen biết. lăng hàn từ từ bay lên không, hắn nhàn nhã như đang đi dạo. quá chậm quá chậm ngũ nguyệt tay phải cầm kiếm thấy lăng hàn chậm như vậy hắn cầm chặt chui kiếm sát khí sôi trào quá ghê tởm người đang đùa giỡn ta hay sao người chẳng mấy chốc sẽ biết rõ người sẽ trả giá lớn thế nào hắn từ tốn nói ngữ khí rất bình tĩnh lại không thể che giấu sát cơ thật sâu lăng hàn cũng đi tới độ cao ngang bằng ngũ nguyệt hắn mỉm cười những ngày qua người có lãng phí bảo vật của ta hay không mẹ nó ngũ nguyệt giận dữ ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thi thể ta thấy ngươi sẽ không lải nhải được lâu hắn cầm kiếm quy vào lăng hàn một kiếm lên phong vân sinh hắn quát lớn oanh kiếm khí vô tận tấn công lăng hàn kẹp trong kiếm khí còn có quy tắc làm cho mỗi một đạo kiếm khí đều có lực sát thượng đáng sợ lăng hàn cười nhạt một tiếng tay phải duỗi ra hắn đánh một chảo tất cả kiếm khí vỡ vụt, lại không một tiêu uy hiếp a à, hà nha thấy cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc thật mạnh dù là ngũ nguyệt không có toàn lực ứng phó, nhưng thực lực của hắn đã đạt được công nhận, mạnh đến mức thế hệ hoàng kim cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho nên, hắn chém ra một kiếm tùy ý nhưng rất mạnh, làm sao có thể bị dễ dàng bị hóa giải như thế. Gia hỏa này không có thanh danh nhưng lại là siêu cấp thiên tài. Ngũ Nguyệt cũng sướng sờ, không nghĩ tới lăng hàn mạnh như vậy. Ta đã xem thường ngươi, hắn thuận miệng nói một câu, hắn không nói nữa, hắn lập tức lao tới. Lăng hàn ngưng quyền vung ra, Ta cũng không có, bành, một quyền mà thôi, Ngũ Nguyệt bị đánh bay ra ngoài. Trời ơi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tin vào mắt mình. Quá mạnh, Ngũ Nguyệt đã dùng thực lực chứng minh, cho dù là giáo chủ Cửu Tinh của thế hệ Hoàng Kim cũng không thể là đối thủ của hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chỉ dùng một quyền là đánh hắn bay đi. Không thể so sánh với nhau, thế hệ Hoàng Kim tính là gì? Còn không bằng cặn bã. Trời ạ, à, lúc nào lại có quái vật như thế xuất hiện? Nếu không phải Lăng Hàn chết đi, bọn họ sẽ hoài nghi ra hỏa này là Lăng Hàn dịch dung. Chương 4959, Đạo quả thần thông. Nơi xa, Ngũ Nguyệt ổn định thân hình, hắn nhìn Lăng Hàn, trên mặt mang theo thần sắc sợ hãi. Lăng Hàn công kích vô cùng lăng lệ, hắn vẫn hóa giải mất, cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng mà, hắn giật mình bản thân không địch lại một quyền của Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Cho dù thế hệ hoàng kim thực lực giáo chủ Cửu Tinh, hắn vẫn bình thản không sợ, xem như kẻ yếu nhiều lắm chỉ tốn vài chiêu là có thể giải quyết. Lăng Hàn thật sự chỉ là giáo chủ, hắn hít sâu một hơi, đầu tiên, Lăng Hàn tất nhiên phải là giáo chủ bát tinh cửu tinh, tiếp theo, thiên phú đối phương phải so với đinh thụ, nếu không, tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn tươi cười, ỉ vào tu vi cao hơn ta, cho rằng có thể ức hiếp ta sao. Hừ, hắn không biết nắm giữ bao nhiêu bí thuật, Lăng Hàn nghe xong, biểu lộ cổ quái, khốn kiếp, ta tu vi cao hơn ngươi. Ta là giáo chủ tam tinh tu vi cao hơn giáo chủ lục tinh. Có hạ người như vậy sao, đánh không lại thì nói tu vi đối thủ cao hơn mình, hoàn toàn không thừa nhận nhưng thật ra thực lực của mình không bằng. Đây là tự luyến, hay là mau bệnh, lang hàn lắc đầu, không quan trọng, so đo với người chết làm gì. Hắn giết ra ngoài, chiến ý thiêu đốt hóa thành thực chất. Thấy lang hàn không có phủ nhận, mọi người đều giật mình. Khó trách ra hỏa này mạnh như thế, dạng yêu nghiệt như đinh thủ quá ít, thì ra tu vi cao hơn ngũ nguyệt rất nhiều có lẽ tư chất của hắn không kém gì đinh thụ thậm chí còn không bằng như vậy mới phù hợp đạo lý trên đời này nào có nhiều yêu nghiệt như vậy ngay cả như vậy cũng hết sức kinh người nói rõ thiên phú lăng hàn khẳng định vượt qua thế hệ hoàng kim nghĩ tới đây sắc mặt thế hệ hoàng kim khó coi bọn họ vốn đại biểu thiên phú mạnh nhất thiên hạ nhưng còn bây giờ thì sao nhiều đời người mới xuất hiện mặt mũi bọn họ mất hết hơn nữa còn có lão nhân tan biến trong dòng sông lịch sử cũng xuất hiện muốn thành đế ở thế hệ này khó. Trước đó còn nói, thế hệ Hoàng Kim có khả năng đánh vỡ truyền thuyết đế tộc không có khả năng thành đế, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều cảm giác tâm thần nguội lạnh. Đám đế tử đều đằng đằng sát khí, có nên nhân cơ hội này tiêu diệt đối thủ hay không? Oanh, Lăng Hàn và Ngũ Nguyệt chiến đấu dài hơn suy nghĩ của mọi người, Lăng Hàn một quyền lại một quyền, nhìn qua không có kết cấu gì, công kích rất vị ý nhưng uy lực kinh thiên động địa. Ngũ Nguyệt vận chuyển kiếm pháp lăng lệ, một kiếm đủ sức thiên băng địa diệt giáo chủ đã sơ bộ nắm giữ thực lực hủy thiên diệt địa, huống chi là hắn còn là giáo chủ siêu cấp. Không có biện pháp, mặc dù ngũ nguyệt đi ra con đường của mình, hắn nhiều nhất chỉ đi được 10 bước, ứng phó thế hệ hoàng kim, thậm chí đinh thụ tạm được, nhưng đối mặt lang hàn, hắn còn kém quá xa. Cho nên, con đường của mình còn quá non, không đủ để đối kháng, ngũ nguyệt chỉ có thể dùng bí pháp tiền nhân. Nhưng, đây là một môn đế thuật, có kiếm pháp dạng đế thuật sao? Các đế tử nhìn nhau, bọn họ cảm thấy khó hiểu đế tộc trong thiên hạ nhiều như vậy mặc dù mỗi một tên đế tử đều có nắm giữ đế thuật nhưng cho dù là đế thuật gì bọn họ cũng hiểu rõ biết rõ uy lực đại khái bởi vì lúc cạnh tranh với đế tử khác bọn họ không đến mức luống cuống tay chân không biết nên ứng đối như thế nào nhưng kiếm thuật của ngũ nguyệt lại khác lạ chiến thần cung nắm giữ đế thuật làm sao có thể bọn họ chưa từng sinh ra sát đế không thành đế thì làm sao sáng tạo đế thuật cho dù là lăng hàn cũng kinh ngạc hắn đã đến hang ổ của chiến thần cung cũng tiến vào truyền thừa tháp, nhưng mà, hắn leo xong tháp cũng chỉ học được thánh thuật mà thôi, giá trị lớn nhất chính là quỷ ảnh bộ, lại không phải là đế thuật. Chẳng lẽ, Ngũ Nguyệt đạt được cơ duyên, giống như Lăng Hàn, hắn là đệ tử Cửu Dương Thánh Địa nhưng không có nghĩa hắn không học được đế thuật, trên thực tế, hắn chẳng những học được đế thuật, hơn nữa còn nắm giữ đế kinh. Được rồi, mặc kệ hắn học được đế thuật từ đâu, trực tiếp đánh nổ. Lăng Hàn bắt đầu tăng cường thế công, một quyền mang theo 16 đạo quy tắc Ngũ Nguyệt cũng không yếu, một kích của hắn cũng có thể vung ra 14 đạo quy tắc, đúng là kém hơn một chút nhưng cũng không đến mức bị một kích đánh bại. Vấn đề là, một kích đánh ra 14 đạo quy tắc chính là chiến lược cực hạn, không ai có thể bảo trì cực hạn quá lâu. Cho nên, Ngũ Nguyệt phần lớn thời điểm vẫn đánh ra 13 đạo quy tắc, không có cách, linh hồn không có khả năng đạt tới trạng thái hoàn mỹ, cho nên không thể khống chế ba động. Lăng Hàn thì khác, hắn suốt một kích đều là 16 đạo quy tắc, rất ổn định việc này làm mọi người nhe răng, làm sao có thể, linh hồn của ngươi đạt tới hoàn mỹ, không thể nào, cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là chiến lực cực hạn của Lăng Hàn không phải là 16 đạo quy tắc, cho nên hắn mới có thể duy trì chiến lực như vậy. Oanh, 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 ít đi hai đạo quy tắc, đây là tranh lệch hai tinh, trong cấp giáo chủ, kém một tinh đã khó vượt qua, huống chi còn là hai tinh. Đổi một đối thủ khác, Ngũ Nguyệt còn có thể cậy vào đế thuật, còn có thể dựa vào chiến lược xuất sắc đền bù, đối mặt Lăng Hàn. Thật không được, Lăng Hàn đã đi quá xa trên võ đạo, cho dù đám người đinh thụ, Thủy Nhất cũng chưa chắc so sánh với hắn. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu, khốn kiếp, bá chủ nguyên thế giới cả đời đánh bao nhiêu trận. Mặc cho ngũ nguyệt giấy ruộng như thế nào, nhưng hắn vẫn bị Lăng Hàn áp chế, căn bản không nhìn thấy khả năng lật bàn. Đáng chết, ngũ nguyệt hừ một tiếng, hai mắt lăng lệ, sát khí mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, Ông, đạo quả thụ bay ra khỏi thức hải và chập chờn trên đỉnh đầu, đạo quả tỏa ra sáu đạo kim quang khủng bố. Ồ, giáo chủ đều phát hiện, đạo quả thụ của bọn họ không bị khống chế và bay ra khỏi thức hải, cũng chập chờn trên đỉnh đầu. Cái này, T, đây là chuyện gì? Người này hẳn là nắm giữ một loại thiên phú thần thông nào đó, có thể cưỡng ép câu đạo quả thụ của đối thủ ra ngoài. Đạo quả đã mất đi nhục thân bảo vệ, một khi bị đánh chúng sẽ xong đời. Nhưng thần thông của hắn là con dao hai lưỡi, ngay cả đạo quả thụ của mình cũng xuất hiện. Không đúng, đạo quả thụ của hắn nắm giữ thần thông như vậy, cho nên hắn mới có thể lấy ra. Các đế tử đều kinh hô, môn thần thông này thật khủng bố, nếu bọn họ không phòng bị sẽ bị phế đạo quả, từ đó cảnh giới của bọn họ giảm đi rất lớn. Có thế tử phù thì thế nào, cảnh giới giảm xuống hóa linh cảnh, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ cho giáo chủ giết. Các ngươi nhìn đối thủ của hắn, một tên đế tử trợn mắt nhìn, cái gì,